Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 177. Bây giờ Ngô Bình đã là chủ nhân của nhà họ Nghiêm, ngay cả bố hắn ta Nghiêm Lãnh Thạch cũng muốn cung phụng Ngô Bình làm chủ nhân, thế nên dĩ nhiên hắn ta cũng chạy không thoát, gặp nhau thì chỉ đành ngoan ngoãn tự gọi mình là nô tài. Nhìn thấy thế, Giang Nhu sửng sốt, chuyện gì thế này? Hiếu Văn là cậu chủ cao thủ đứng đầu Trung Châu, sao lại hạ mình cúi người trước một người bình thường như Ngô Bình? Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi, vết thương của anh không sao chứ, hôm nay cậu ra tay hơi mạnh, nghe nói Nghiêm Hiếu Văn ít nhất phải nằm trên giường mấy ngày. Nghiêm Hiếu Văn vội nói, chủ nhân, bố đã cho tôi uống thuốc trị thương nên đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ngô Bình gật đầu, hóa ra Giang Nhu là bạn gái anh. Nghiêm Hiếu Văn nói, đây là do bố tôi sắp xếp, Giang Nhu cũng đồng ý làm vợ nhỏ của tôi. Ngô Bình sửng sốt, làm vợ nhỏ. Nghiêm Hiếu Văn, đúng thế chủ nhân, bố đã sắp xếp 5 mối hôn nhân cho tôi, trong đó Giang Nhu là một người trong số 5 người. Ngô Bình không nói gì nữa, anh tiếp tục đi, nói rồi cậu sải bước rời đi. Nghiêm Hiếu Văn đi theo sau cậu, cười hỏi, chủ nhân, tôi lái xe đưa cậu đi. Ngô Bình, không cần, đừng đi theo tôi. Vâng, Nghiêm Hiếu Văn vội dừng bước, không dám đi theo. Thấy Ngô Bình dần đi xa, trong lòng Giang Nhu cảm thấy cực kỳ phức tạp. Trước đó cô ta từng nghĩ Ngô Bình không thuộc cùng thế giới với mình, giờ xem ra chuyện này thật sự chế nhạo cô ta. Cô ta bước đến cạnh Nghiêm Hiếu Văn, thấp giọng hỏi, Hiếu Văn, rốt cuộc Ngô Bình là ai thế? Nghiêm Hiếu Văn nhìn Giang Nhu nói, bây giờ cậu ta là cao thủ đứng đầu Trung Châu, thực lực hơn hẳn bố anh. Giang Nhu run lên, lòng thấy rối bời. Nghiêm Hiếu Văn, Giang Nhu, anh phải về nhà một chuyến, đợi có thời gian rảnh anh lại đến tìm em. Hắn ta nói xong thì lên siêu xe, phóng đi mất. Ngô Bình đến nhà họ Nghiêm, Nghiêm Lãnh Thạch đã ngồi sẵn chờ cậu. Ông ta vội gọi người đem hợp đồng đến, theo thỏa thuận của hai bên, chuyển nhượng công ty taxi của mình cho Ngô Bình. Đương nhiên, đồng thời cũng chuyển nhượng cả sự độc quyền trong lĩnh vực taxi ở Trung Châu, đấy cũng là một món lợi không nhỏ. Sau khi ký xong hợp đồng, Nghiêm Lãnh Thạch hỏi, chủ nhân, cậu thử qua phi tiên trùng chưa? Ngô Bình vẫn chưa thử nhưng cậu lại có mang theo chiếc hộp ngọc đó, cậu nói, nếu dùng trực tiếp thứ này thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nghiêm Lãnh Thạch ngây ra, ăn trực tiếp sao? Ông ta vẫn chưa kịp phản ứng thì Ngô Bình đã lấy chiếc hộp ngọc ra, dùng hai ngón tay kẹp con trùng bên trong lên, rồi cho thẳng vào miệng. Con trùng đó là một loại biến dị. Mùi vị thơm ngon, giống như đông xương. Ngô Bình nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Độc tố trong cơ thể con trùng liền được giải phóng. Theo lý mà nói, loại độc tố này có thể nhẹ nhàng giết chết một người, nhưng Ngô Bình lại không có cảm giác gì, cơ thể của cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh và thích ứng với những độc tố đó. Nghiêm Lãnh Thạch thấy Ngô Bình không sao cả thì không dám tin vào mắt mình. Mười mấy phút sau, Ngô Bình vẫn không có cảm giác gì. Tất cả độc tố đều bị cơ thể hấp thụ và bài tiết. Lúc này, Nghiêm Hiếu Văn về đến, nhìn thấy biểu cảm của Nghiêm Lãnh Thạch thì biết chắc là Ngô Bình đã ăn phi tiên trùng rồi. Ngô Bình nhìn thấy hắn ta thì hỏi, tôi nghe độc bà đó nói anh đang cá cược cuộc thi bóng rổ tôi tham gia à? Nghiêm Hiếu Văn liền nói, đúng vậy cậu chủ. Lần trước khi trường số 1 của Trung Châu gặp trường số 1 của Minh Châu, tôi đã cược Minh Châu thắng. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cục diện. Ngô Bình hỏi hắn ta, có bao nhiêu người cùng tham gia? Nghiêm Hiếu Văn, nhiều lắm, rất nhiều đại gia đều cược lớn, chẳng hạn như lần này, tôi đã thua hơn 100 triệu. Ngô Bình giật mình, nói, sắp tới đây, chúng tôi sẽ khiêu chiến với đội mạnh nhất của tỉnh, anh định cược bên nào? Nghiêm Hiếu Văn, nếu là trước đây thì nhất định tôi sẽ cược đối phương. Nhưng giờ biết có cậu chủ tham gia thì đương nhiên tôi phải cược đội của cậu chủ thắng rồi. Ngô Bình, thế này đi, anh cược giúp tôi 20 triệu. Cậu vừa hay có 20 triệu trong tay. Nghiêm Hiếu Văn liền nói, vâng, vậy tôi cũng cược 100 triệu, hưởng chút lộc từ cậu chủ. Ngô Bình, sẽ có rất nhiều người tham gia trận đấu đó sao? Nghiêm Hiếu Văn, nếu chúng tôi cược 400 triệu thì đương nhiên sẽ có người cược nhiều hơn. Cuối cùng, tổng tiền đặt cược ít nhất cũng đến cả tỷ.
Ngô Bình hơi bất ngờ, nhiều vậy sao? Nghiêm Hiếu Văn gật đầu, vì vậy những người cược đối phương thắng nhất định sẽ nghĩ cách chơi xấu trưởng số một Trung Châu, chẳng hạn như hạ độc đội viên hay khiến một vài đội viên bị thương. Ngô Bình nheo mắt, lợi nhuận khá cao nên bọn họ đúng là có khả năng sẽ làm như thế. Nghiêm Hiếu Văn cười, nói có điều những điều này đều không là gì với cậu chủ cả, ai có thể hại được cao thủ bí cảnh và người bên cạnh cậu ấy chứ? Ngô Bình ở lại nhà họ Nghiêm một lúc rồi quay về trường học tiếp. Buổi chiều có bài thi toán, đề bài cực kỳ khó, rất nhiều học sinh làm bài xong đều thấy như muốn sụp đổ. Có một vài học sinh tự nhận giỏi toán nhưng vẫn để trống rất nhiều câu. Ngô Bình vẫn rất xuất sắc, tiếp tục đạt điểm tuyệt đối. Ngoài cậu ra thì người cao điểm nhất trong số các học sinh cũng chỉ có 110 điểm, thua cậu đến 40 điểm. Sau khi thi xong, thầy dạy toán liền gọi Ngô Bình vào văn phòng. Thầy dạy toán gần 60 tuổi nở nụ cười hiền từ, bảo Ngô Bình ngồi xuống và nói, Ngô Bình, hôm nay em làm bài rất tốt, lại được điểm tuyệt đối. Thật ra đề thi này là do trường ra, trong đó có mấy câu nâng cao để thêm điểm nhưng em lại có thể làm đúng toàn bộ. Thầy và những giáo viên khác đều nhất trí cho rằng em có năng lực tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh. Ngô Bình hoàn toàn không có hứng thú gì với cuộc thi toán học nhưng thấy ánh mắt mong đợi của thầy dạy toán, cậu đành nói, vâng ạ. Thầy giáo vui mừng tốt, tiết tự học tối nay, em và một ban học khác sẽ được phụ đạo riêng. Hiệu trưởng cũng nói lần này ai bắt được thứ hạng cao thì sẽ thưởng 80.000. Ngô Bình, thưa thầy, vậy em xin thử ạ. Thầy giáo vỗ vai Ngô Bình, nhớ thi cho tốt. Nếu em lấy được hạng nhất, sau đó có thể tham gia cuộc thi toàn quốc nữa. Thi toàn quốc thì khó hơn cấp tỉnh, mấy phần thưởng dành cho hạng nhất gộp lại thì ít nhất cũng được 1 triệu đó. Ngô Bình hơi giật mình, thưa thầy, nếu vậy thì thi quốc tế, giải thưởng sẽ cao lắm ạ. Thầy giáo, tất nhiên rồi, nước ta đã có vài giáo sư toán học thành lập quỹ dành cho học sinh giỏi toán. Hàng năm trích ra 15% từ lợi nhuận của quỹ để thưởng cho những người đạt thành tựu toán học khắp thế giới. Quy mô của quỹ khoảng hơn 500 triệu, lợi nhuận hàng năm là 3, 40 triệu, 15% thì cũng 4, 5 triệu tệ rồi. Ngô Bình, được tận mấy triệu à? Thầy giáo cười, mấy giáo sư toán học này đầu tư làm ăn, lợi nhuận thu được nhiều lắm nên đã thành lập quỹ khen thưởng này vào 7 năm trước. À phải rồi. Đó là còn không tính tiền thưởng của trường mình nha, em cũng biết trường ta chưa bao giờ keo kiệt đối với học sinh xuất sắc mà. Ngô Bình gật đầu, em sẽ cố hết sức. Trở lại lớp, Ngô Bình phát hiện Hàn Băng Nghiên đang ngồi vị trí cạnh mình, mà người ngồi cùng bàn ban đầu đã đổi sang chỗ khác. Cậu hơi bất ngờ, ngồi xuống hỏi, Băng Nghiên, sao em ở đây? Nên biết là hai người học ở hai khu khác nhau, cách cũng khá xa. Từ bên này tới bên kia cũng phải tốn 10 phút, bởi thế, Hàn Băng Nghiên rất ít khi tìm cậu vào lúc ra chơi. Hàn Băng Nghiên cười hì hì, em nhờ bố đi quan hệ đổi lớp đó, giờ em với anh cùng lớp rồi. Cách lối đi là chỗ của Từ Kiêu, cậu ta nhếch miệng cười, anh Bình ơi tương đương tối nay đi ăn gà không? Có thằng nhóc cược với tớ 2.000 đây, cậu lấy giúp tớ đi tương đương. Ngô Bình, tối nay tớ không đi được, phải học thêm rồi. Từ Kiêu sửng sốt, không thể nào, cậu đã đứng nhất toàn thành mà còn phải học thêm á. Ngô Bình, cuối tuần tớ tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh. Hàn Băng Nghiên cười nói, anh Bình giỏi ghê, tham dự cả cuộc thi toán học nữa. Từ Kiêu giơ ngón tay cái, đỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình, tạm thời cậu đừng cược với người khác, cẩn thận thua đấy. Từ Kiêu bĩu môi, tuy tớ không đỉnh như cậu nhưng cũng đâu có kém, sợ gì. Hàn Băng Nghiên đột nhiên trở thành người ngồi cùng bàn, Ngô Bình có chút không quen, vì cậu luôn vô thức nhìn sang Hàn Băng Nghiên, lâu lâu bóp tay, lâu lâu lại sờ soạng vòng eo nhỏ kia. Cứ thế, giờ tan học nhanh chóng tới. Ngô Bình mời Hàn Băng Nghiên và Từ Kiêu tới nhà hàng cạnh trường để ăn. Vào nhà hàng, họ thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi một mình. Là bạn cùng lớp Ngô Bình, tên là Từ Tuệ. Từ Tuệ cũng khá xinh, chỉ là không bằng Giang Nhu trong lớp, cô ấy có thể đứng trong top 3 hoa khôi của lớp. Tính cách của Từ Tuệ khá hướng nội, không thích trò chuyện với bạn bè nhiều, phần lớn thời gian đều là chăm chỉ học tập.
Mà hiện tại Từ Tuệ cũng không gọi cơm, chỉ ngồi uống nước mà mình mang theo. Ngô Bình đá Từ Kiêu một cái, nhìn gì nữa, còn không đi à, cơ hội tốt biết bao nhiêu. Từ Kiêu lập tức nhảy dựng lên, mang vẻ mặt tươi cười đi đến, đầu tiên là hàn huyên vài câu sau đó mời Từ Tuệ qua, nhưng Từ Tuệ lại cười từ chối. Nhưng Từ Kiêu cũng rất biết ăn nói, hai ba câu đã khiến Từ Tuệ đồng ý, ngồi bên phải Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình cười nói, Từ Tuệ, hôm nay tôi mời khách, cậu muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Từ Tuệ vội xua tay, không cần, gọi gì cũng được cả. Từ Kiêu nói, vậy tôi giúp cậu gọi món. Bốn người, gọi sáu món một canh với cả mấy cái bánh nướng nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Kiêu hỏi Từ Tuệ có phải cũng đến dùng cơm không, cô ấy nói, tôi có một phiếu giảm giá ở nhà hàng này, có thể miễn phí một bữa. Nhưng tôi chỉ có một mình, cảm thấy cũng lãng phí, vừa nãy cũng đang do dự có nên về căn tin ăn không. Nói rồi, cô ấy lấy tấm phiếu giảm giá rồi nói, lát nữa lúc tính tiền thì cứ dùng nó đi. Ngô Bình nhìn, phiếu giảm giá này có thể được giảm 150 tệ, hơn nữa hóa đơn chỉ cần hơn 200 tệ là có thể dùng phiếu này rồi. Cậu cười nói, không tệ, còn tiết kiệm được 150 tệ nữa, phải cảm ơn Từ Tuệ rồi. Từ Tuệ khẽ cười, không có gì, dù sao một mình tôi cũng không dùng đến. Bốn người đang ăn cơm, bàn bên cạnh có ba nam hai nữ ngồi xuống, mấy người họ nói chuyện rất lớn tiếng, hai người đàn ông kia còn hút thuốc. Một người đàn ông trong đó vừa ngồi xuống đã hoành hoang nói, nhị cẩu, báo tử, không phải tôi nói, đại hổ ở phố Miêu lần trước ấy, nếu không phải anh ba đứng ra nói chuyện thì tôi chắc chắn đánh gãy một tay nó rồi. Một cô gái cười nói, anh Sinh là mạnh nhất, bọn họ là thứ gì chứ? Người gọi là anh Sinh này, vừa hút thuốc vừa quay người khạc đờm, lại khạc ngay vào trên giày Từ Kiêu. Gã ta nhìn thấy nhưng lập tức quay mặt đi, giống như chuyện không liên quan gì đến gã ta. Từ Kiêu tức giận nói, anh mù rồi à? Cái người gọi là anh Sinh kia lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Từ Kiêu. Từ Kiêu cũng không sợ, cũng đứng dậy theo. Cậu ta còn cao hơn đối phương một cái đầu. Nhóc cao, có biết ông đây là ai không? Ngô Bình lạnh nhạt nói, cho dù anh là ai thì khạc nhổ đều là chuyện bất lịch sự, anh xin lỗi ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu. Xin lỗi, cái người được gọi là anh Sinh này cười lạnh một tiếng, ông đây không biết xin lỗi là gì cả. Ngô Bình đi qua, một tay ấn đầu anh Sinh, đè sát ống quần Từ Kiều, bắt gã ta liếm sạch vết dơ. Anh Sinh này dùng sức chống cự, nhưng sao có thể là đối thủ của Ngô Bình được. Gã ta bị buộc phải nuốt cục đờm của mình, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm. Lúc này Ngô Bình mới buông tay, lạnh nhạt nói, mau cút khỏi nhà hàng, nếu không tôi nhấn anh vào bồn cầu. Vừa nãy lúc Ngô Bình dùng sức mạnh, anh Sinh đã rất kinh ngạc, gã ta vừa lau miệng vừa đi ra ngoài, lạnh lùng nói, cứ chờ đấy. Anh Sinh này dẫn người rời đi. Từ Tuệ có chút lo lắng, nói, Ngô Bình, chúng ta cũng đi đi, chắc chắn anh ta sẽ tìm người đến giúp. Hàn Băng Nghiên lại không hề lo lắng, nói, loại du côn này, anh Bình tôi một tay cũng đánh được 500 người, nhiều hơn cũng vô dụng. Từ Kiêu nhếch miệng cười, đúng vậy, không cần sợ bọn họ, nào, tiếp tục ăn cơm đi. Ăn cơm cũng gần xong, Ngô Bình đi thanh toán, sau đó mấy người họ rời khỏi nhà hàng. Ra khỏi nhà hàng thì lại có mười mấy kẻ vây bọn họ lại, một người trong đó chính là anh Sinh lúc nãy. Lúc này, trong tay đám người này còn cầm cả gậy gộc và dao găm, ánh mắt người nào cũng hung ác. Anh Sinh kia lạnh lùng nói, nhóc con, mày ăn sạch cứt chó dưới đất đi, rồi tao tha cho mày một mạng. Nói rồi, gã ta chỉ vào bãi phân chó đen ngòm, trông có vẻ là gã ta cố ý để ở đó. Ngô Bình liếc nhìn. Khẽ nhíu mày nói, tôi đã tha cho anh đi rồi, anh lại còn quay lại tìm tôi. Tốt thôi, tôi thỏa mãn yêu cầu của anh vậy. Nói rồi, cậu vung một tay về phía anh Sinh, đám người xung quanh đồng loạt ra tay, nhưng tay bọn họ vừa mới nâng lên đã cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng rầm, lập tức ngây ngốc tại chỗ. Anh Sinh không kịp phản ứng thì bị Ngô Bình nắm tóc, bị đè vào bãi phân chó kia. Mùi vị kỳ quái xộc vào mũi và miệng. Gã ta nôn ọe ra tiếng. Nhưng Ngô Bình vỗ lên lưng gã ta một cái,
gã ta không khống chế được đã hút đống phân vào bụng. Ngô Bình cũng cảm thấy buồn nôn, vội thả người ra, vung tay với mấy người còn đang ngơ ngác, mắc ói quá, mau đi thôi. Hai cô gái tê hết cả da đầu, nhanh chóng chạy đi. Quay về trường, Ngô Bình đến phòng phụ đạo. Lúc này, một thiếu niên nhỏ hơn cậu 2 tuổi đang ngồi trong phòng học, vừa cao vừa gầy, gương mặt anh tuấn. Thiếu niên nhìn thấy Ngô Bình thì khẽ gật đầu, nói, chào anh, Ngô Bình, tôi tên Đào Thành, cũng tham gia cuộc thi toán của tỉnh. Ngô Bình gật đầu, chào cậu, Đào Thành. Anh ngồi bên trái Đào Thành, hai người cũng nói chuyện. Vừa nói chuyện cũng rất hợp nhau. Đào Thành giỏi ăn nói, một vài suy nghĩ của cậu ấy rất giống với suy nghĩ và quan điểm của cậu. Ngô Bình phát hiện cậu cũng là tu sĩ luyện khí bèn hỏi, cậu cũng đang tu luyện. Đào Thành gật đầu, đúng vậy, tôi giống như kiểu trời sinh đã hiểu được tu luyện vậy, thời gian gần đây, từ một người bình thường đã đạt đến luyện khí tầng 10. Ngô Bình cười nói, tôi với cậu cũng sấp xỉ, xem ra cậu với tôi đúng là có duyên rồi. Lúc này giáo viên dạy toán đã đến, bắt đầu huấn luyện hai người về hệ thống cuộc thi toán. Hết giờ học thì cũng đã là 10 giờ tối. Ngô Bình chào Đào Thành rồi cùng Hàn Băng Nghiên về nhà họ Hàn. Hàn Băng Nghiên vẫn đợi Ngô Bình, hai người cùng ngồi xe về nhà. Buổi tối nay, Ngô Bình lại tiến hành chữa bệnh cho Hàn Chí Thành. Kết thúc chữa trị, cậu nói, chú à, sau này chú có thể sinh hoạt bình thường rồi. Mỗi ngày chỉ cần uống một ít thuốc là được. Mấy hôm nay Hàn Chí Thành cảm thấy thân thể đã khỏe hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, ông ấy cười nói, Tiểu Bình, cảm ơn cháu nhiều lắm. Hôm nay chú đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói trên phim chụp không còn thấy khối u nữa. Cháu đúng là thần thánh mà, chú nói chuyện này cho bác sĩ cũng muốn gặp cháu một lần đấy. Ngô Bình cười nói, như vậy chứng tỏ chữa trị có hiệu quả đấy ạ. Hàn Chí Thành nói, Tiểu Bình, chú có chuyện này muốn nhờ cháu giúp, cháu xem có thể được không? Ngô Bình, chú cứ nói. Hàn Chí Thành, chú có một người bạn, làm chức lớn trong tỉnh. Ông ấy bị một loại bệnh không tiện nói ra, không thể để người khác biết. Không biết cháu có thể giúp ông ấy chữa trị không? Ngô Bình hỏi, là bệnh gì vậy? Hàn Chí Thành, bắt đầu từ nửa năm trước, trên người ông ấy bắt đầu tỏa ra mùi hôi, đi khám không ít bệnh viện. Nhờ vả không ít danh y nhưng đều không trị được. Bởi vì trên người ông ấy có mùi hôi thối, không thể không dùng mùi nước hoa nồng để che đi nhưng người xung quanh vẫn có thể ngửi thấy. Bây giờ, chuyện này đã ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ấy. Người bạn này của chú buồn bực đến cơm không ăn nước không uống, thậm chí không muốn làm nữa, muốn nghỉ việc ở ẩn. Ngô Bình cười nói, chú à, có thể khiến chú bận tâm thì địa vị người này trong tỉnh chắc chắn không thấp. Hàn Chí Thành gật đầu, đúng vậy, ông ấy xem như là một trong ba người quyền lực nhất tỉnh. Nếu không phải vì chuyện này thì có thể đã là người nắm quyền lớn thứ hai rồi. Ngô Bình, có thể chữa trị được hay không, cháu phải gặp được người mới biết được. Nhưng cháu đồng ý với chú là sẽ thử xem. Hàn Chí Thành vui mừng, vậy thì tốt quá. Ngày mai chú sẽ báo cho ông ấy, bảo ông ấy có thời gian thì đến Trung Châu một chuyến. Ngô Bình gật đầu, được. Trò chuyện một lúc, Ngô Bình nói, chú à, cháu nhớ là chú từng nói, hiện tại đang bắt tay vào công trình tòa thị chính. Hàn Chí Thành gật đầu, nhưng chuyện này phải dựa vào quan hệ, tìm mạng lưới. Mỗi người một nhiệm vụ, muốn chen vào được cũng quá khó, chú vẫn còn đang nghĩ cách. Ngô Bình, có lẽ cháu có thể giúp được chú. Hàn Chí Thành rất bất ngờ, cháu có thể giúp sao? Ngô Bình gật đầu, cháu với Nghiêm Lãnh Thạch có quan hệ không tệ, mạng lưới quan hệ của ông ta rất rộng, công trình tòa thị chính này có lẽ sẽ chen vào được thôi. Mắt Hàn Chí Thành sáng lên, vậy sao? Vậy thì tốt quá, chú đang lo không tìm được đường đây. Ngô Bình lập tức gửi tin nhắn cho Nghiêm Lãnh Thạch, nói rằng Hàn Chí Thành là người lớn trong nhà, ông ta muốn nhận thầu một ít công trình thị chính. Nghiêm Lãnh Thạch từng là cao thủ số 1 của Trung Châu. Đương nhiên có quan hệ rất rộng, và cũng đang hưởng lợi từ miếng mồi béo bở công trình thị chính này. Ông ta vừa nhận được tin nhắn thì liền nói chuyện này rất đơn giản, ngày mai ông ta sẽ sắp xếp ngay. Có điều, Nghiêm Lãnh Thạch có thể có được vị trí như ngày hôm nay không chỉ nhờ có thực lực mạnh mà còn vì có đầu óc.
Sau đó ông ta gọi điện cho Ngô Bình và báo cáo về tình hình các công trình thị chính. Ông ta nói cho Ngô Bình biết, lĩnh vực công trình thị chính này do ba gia tộc nắm giữ, nhà họ Nghiêm của ông ta là một trong số đó, nhưng quy mô lại nhỏ nhất. Hai nhà còn lại, một nhà là nhà họ Bạch, nhà kia là nhà họ Tạ. Hai nhà Bạch, Tạ đều giữ chức vụ trong bộ máy thành phố, vì vậy mỗi nhà có thể nắm giữ ba phần công trình, còn Nghiêm Lãnh Thạch thì chỉ có thể nắm được một phần, ít hơn hai phần. Sau đó ông ta nói, cậu chủ, tôi cũng muốn phát triển hơn trong lĩnh vực đô thị này, kiếm thêm chút tiền, tiếc là quyền lực của người của chúng ta có hạn. Ngô Bình hiểu được ý của Nghiêm Lãnh Thạch, thật ra ông ta hy vọng cậu chủ Ngô Bình này có thể giúp đỡ mình. Ngô Bình suy nghĩ, hỏi, làm sao để người mà ông ủng hộ có thể vươn cao hơn? Nghiêm Lãnh Thạch, tôi có quen một nhà trong tỉnh, có điều địa vị của họ ở Giang Nam quá cao, họ không xem trọng tôi lắm. Nhưng tôi nghe nói, cô cả của nhà đó lập lời thề, kiếm thuật của hai giỏi hơn cô ta, hơn nữa không lớn hơn cô ta 5 tuổi thì có thể cưới cô ta làm vợ và có được một phần tư tài sản của gia tộc cô ta. Ngô Bình nhìn Nghiêm Lãnh Thạch, ông muốn tôi đi đọ kiếm với cô ta sau đó cưới cô ta sao? Nghiêm Lãnh Thạch liền nói, đương nhiên cô cả đó không xứng với cậu chủ nhưng nếu cậu chủ có thể thắng được cô ta thì cũng không nhất thiết phải cưới cô ta. Nhưng ít nhất kết quả đó cũng sẽ khiến nhà họ có cái nhìn khác về cậu chủ. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, nói, thôi được, ông sắp xếp chuyện này đi. Nghiêm Lãnh Thạch, vâng. Nghiêm Lãnh Thạch tắt máy xong thì hai mắt sáng rỡ. Nghiêm Hiếu Văn ở bên cạnh ông ta vội hỏi, bố, đến cả kiếm tiên Thiên Trần Tử cũng phải khen kiếm thuật của cô cả nhà họ cổ đó. Tu vi của cô ta đã đạt đến bí cảnh trung kỳ, với thực lực như vậy e rằng không ai cùng tuổi có thể địch lại. Nghiêm Lãnh Thạch bình thản đáp, nếu như dễ dàng thì còn gì là thử thách. Nếu cậu ấy có thể chiến thắng Cổ Thanh Liên thì không chỉ có thể chứng tỏ thiên chất của cậu ấy mà còn có thể giúp chúng ta mở đường, để chúng ta trở thành gia tộc số một Trung Châu. Nghiêm Hiếu Văn gật đầu, nhà họ Cổ là một trong ba gia tộc lớn nhất tỉnh, có được sự công nhận của nhà họ Cổ thì nhà họ Nghiêm chúng ta thật sự có thể hô mưa gọi gió ở Trung Châu rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, ngày mai bố sẽ đi tỉnh để sắp xếp chuyện này. Ngô Bình nói chuyện điện thoại xong được một lúc thì Hàn Chí Thành liền nhận được điện thoại của Bộ Xây dựng thành phố, nói rằng hy vọng có thể hợp tác với ông ta, cùng xây dựng Trung Châu tươi đẹp. Hàn Chí Thành nghe điện thoại, vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói, Ngô Bình, bên thành phố giao cho chú công trình trị giá 500 triệu. Ngô Bình hỏi, chú Hàn, công trình 500 triệu thì có thể kiếm được bao nhiêu? Hàn Chí Thành cười, nói, chú là nhà thầu. Lợi nhuận ít nhất cũng được một nửa, trừ đi các khoản chi phí, ít nhất cũng kiếm được hơn 200 triệu. Hàn Băng Nghiên nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, anh Bình lợi hại thật, chỉ cần một cuộc điện thoại là đã lấy được một công trình lớn, trước đây bố tôi chạy đến gãy cả giò, tặng không biết bao nhiêu là quà cáp mà đến một công trình nhỏ cũng không lấy được. Hàn Chí Thành ngượng ngùng nói, cũng không phải không có thu hoạch gì. Không còn sớm nữa nên Ngô Bình chào tạm biệt và quay về nhà. Lúc cậu về đến nhà, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi không có ở nhà, trễ vậy rồi mà còn đi đâu chứ? Thế là cậu gọi điện cho Ngô Đại Hưng, đầu bên kia rất ồn, dường như Ngô Đại Hưng đang cãi nhau với người ta. Ngô Bình, bố và mẹ đang ở đâu đó? Ngô Đại Hưng, ở quê, Tiểu Bình, con ngủ trước đi. Ngô Bình chau mày, quan hệ của bố và bà nội không được tốt. Ngô Đại Hưng có một cậu em trai và một cô em gái, ông nội mất sớm, chuyện trong nhà đều do bà nội lo, mà bà nội lại là người rất ngang ngạnh. Lúc Ngô Đại Hưng kết hôn, bà nội Ngô Bình không cho ông ấy đồng nào, thậm chí còn không cho Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi sống ở nhà, vì bà muốn để lại căn nhà cho cậu út cưới vợ. Ngô Đại Hưng giận nên dắt theo vợ ra khỏi nhà, thuê phòng ở, cuối cùng đến năm Ngô Bình được 8 tuổi thì mua được một căn nhà có 2 phòng ngủ. Sau đó, mặc dù năm nào Ngô Đại Hưng cũng về nhà mấy lần nhưng chưa bao giờ ở lại, Ngô Bình cũng rất ít khi đến chỗ bà nội. Có điều Ngô Đại Hưng rất hiếm khi nhắc với Ngô Bình về những chuyện này, chỉ có Dương Quế Chi có nhắc qua một lần. Ngô Bình không nói gì thêm, cậu tắt máy, gọi xe về quê. 20 năm trước quê cậu vẫn còn là một thôn nhỏ ở ngoại ô, nhưng Trung Châu phát triển quá nhanh, thôn nhỏ ngày nào đã trở thành thôn trong thành phố.
sau đó thì lại có nhà lầu mọc lên. Nhà cũ của nhà họ Ngô đã đổi thành hai căn nhà mới, một căn có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, một căn có 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Đương nhiên nhà đền bù vẫn không có phần của Ngô Đại Hưng và cô của cậu, căn lớn để cho con trai thứ Ngô Cường, căn nhỏ để cho cháu nội Ngô Soái. Ngô Bình vẫn còn nhớ năm xưa mẹ Dương Quế Chi của mình còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với bà nội nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Ngô Bình vẫn còn nhớ vẻ mặt hung dữ của bà nội lúc đó, cứ như gia đình họ không phải là người thân của bà vậy. Cậu còn nhỏ tuổi nên không hiểu, cùng là con trai, tại sao lại phân biệt đối xử như thế. Ngô Bình đến khu quy hoạch, rồi đi theo trí nhớ đến trước một căn nhà lầu. Lúc đến trước cửa căn hộ ở tầng 5 thì nghe thấy có tiếng cãi nhau bên trong. Đại Hưng, con làm anh cả mà so đo chút tiền lẻ đó với em trai mình, có ai làm anh như con không? Đấy là giọng của bà nội. Sau đó Dương Quế Chi giận dữ đáp lại, mẹ, Đại Hưng đúng là anh cả, nhưng trước đây bọn con không được may mắn như Ngô Cường. Trước đây Đại Hưng bị tai nạn xe, phải bồi thường mấy trăm vạn, nhà mình có bỏ ra đồng nào không? Không những không bỏ tiền mà đến cả 10 vạn mượn của bọn con trước đây cũng chưa trả nữa. Bà nội, Ngô Cường không có tiền thì sao mà trả cho cô? Ngô Bình cũng có ấn tượng với chuyện này. Khoảng 2 năm trước, Ngô Cường bị kiện, phải bảo lãnh mới được về nhà. Lúc đó Ngô Cường đã mua 2 chiếc xe mới và sửa nhà nên không còn nhiều tiền và đã mượn tiền của Ngô Đại Hưng. Lúc đó Ngô Đại Hưng có ít tiền trong tay, vì dù gì cũng là em trai ruột của mình nên ông ta đã cho mượn 10 vạn. Không ngờ cho mượn thì dễ mà đòi lại thì khó. Trước đây gặp phải chuyện đó, Ngô Cường không những không trả tiền mà còn cười nhạo, nói Ngô Đại Hưng bị vậy là đáng đời. Suýt chút làm Ngô Đại Hưng tức sinh bệnh. Ngô Bình hơi thắc mắc, sao đột nhiên bố mẹ lại về quê cãi nhau, lẽ nào đã có chuyện gì khác xảy ra sao? Đúng vậy, lúc này Ngô Đại Hưng đau đớn nói, mẹ, con cũng là con trai của mẹ, con tự nhận mình không làm chuyện gì sai, sao mẹ lại phải đối xử với con như thế? Con kết hôn thì không màng tới, đền bù nhà không chia cho con thì thôi đi, bây giờ còn lấy hết tiền bồi thường của gia đình con đưa cho Ngô Cường. Lần này mẹ thật sự quá đáng lắm. Lần này có giọng một người khác vang lên, đó là chú hai của Ngô Bình, Ngô Cường. Ngô Cường nói, anh à, mặc dù hộ khẩu của anh vẫn còn ở trong thôn nhưng anh lại không sống ở đó, em nhận số tiền bồi thường đó thay anh cũng chẳng có gì lạ mà. Lúc này Ngô Bình nhấn chuông cửa, tiếng cãi cọ bên trong dừng lại, Ngô Cường bước đến mở cửa. Nhìn thấy Ngô Bình đến, Ngô Cường nhướng mày đứng sang một bên nhường đường. Ngô Bình nói, chú hai, mọi người đang cãi gì thế? Ngô Bình không nói gì, Dương Quế Chi rơi nước mắt nói, Tiểu Bình, chẳng phải đã bảo con ở nhà rồi sao, còn đến đây làm gì? Ngô Bình nói, con không sao, đến xem thử thôi. Cậu nhìn Ngô Đại Hưng, bố, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ngô Đại Hưng thở dài, một mảnh đất trong thôn đã được bán, mỗi hộ gia đình nhận được một khoản tiền tính theo đầu người. Khoảng 150.000 tệ. Nhà chúng ta có 3 người, có thể nhận được khoảng 460 tệ, số tiền này đều bị bà nội của con đưa cho chú hai của con. Ngô Bình ồ một tiếng, sau đó cậu nhìn bà lão mặc váy hoa, bà ta không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Ngô Bình nói, Tiểu Bình, cháu đừng hẹp hòi giống như bố cháu chứ, chẳng rộng lượng tí nào. Ngô Bình cười nói, bà nội, cháu biết bà thiên vị. Không thích cả nhà cháu nhưng dù sao bố cháu cũng là con trai ruột của bà mà nhỉ. Bà lão quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói, bà à, chỉ nhờ vào con trai út dưỡng lão đến cuối đời, bà chẳng mong gì vào nhà cháu cả. Nghe thế, Ngô Đại Hưng cực kỳ đau lòng, một người đàn ông như thế cũng không kiềm chế được mà mắt ngấn nước, siết chặt nắm đấm. Ngô Bình bình tĩnh nói, được, cháu sẽ quyết định thay bố. Cháu không cần số tiền này nữa nhưng bà nội nhất định phải nhớ lời bà đã nói, đừng mong chờ bố cháu sẽ quan tâm dưỡng lão cho bà đến cuối đời. Còn chú hai, sau này ngộ nhớ bố cháu có phát đạt, chú cũng đừng mơ moi được một xu nào của ông ấy. Ngô Bình nghe xong câu này thì cực kỳ vui vẻ, Tiểu Bình, cháu bị điên à? Nếu bố cháu có thể phát đạt, lợn nái cũng có thể trèo lên cây đấy. Ngô Bình không cãi lại. Cậu lấy một bản hợp đồng ra đưa cho Ngô Đại Hưng, cười nói, bố xem đây là cái gì.
Ngô Đại Hưng nhận lấy bản hợp đồng rồi đọc lướt qua, càng đọc mắt ông ấy càng trợn to, cuối cùng ngạc nhiên nói, Tiểu Bình, bây giờ công ty taxi này là của con rồi à? Ngô Bình khẽ cười, gật đầu, vâng, sau này sẽ do bố quản lý ạ. Ngô Đại Hưng không dám tin vào mắt mình, ông ấy hỏi, nhưng công ty lớn như vậy, sao? Ngô Bình, bố, về nhà rồi con sẽ nói với bố sau. Ngô Đại Hưng gật đầu, ừ. Ngô Cường vẫn liếc nhìn bản hợp đồng, nhưng ông ta lại không nhìn được rõ. Thế nhưng qua lời của Ngô Đại Hưng, ông ta đã mơ hồ biết được điều gì đó, thế là ông ta lập tức cười hỏi, Tiểu Bình, cháu có công ty taxi à? Ngô Bình nhìn Ngô Cường, lạnh lùng nói, liên quan gì đến chú? Ngô Cường cười gượng, thằng bé này, sao lại nói chuyện với chú hai như thế chứ? Nỗi đau đớn khi nãy của Ngô Đại Hưng biến sạch mất tăm, ông ấy cất hợp đồng đi rồi nói với bà lão, mẹ, sau này không có việc gì quan trọng thì con không về nữa. Mẹ có việc cứ gọi điện thoại đi. Nói rồi ông ấy nói với Dương Quế Chi và Ngô Bình, bà xã, con trai à, chúng ta đi thôi. Ngô Cường lập tức chặn cửa lại, cười nói, anh hai, muộn thế này rồi, em nghĩ anh đừng về, tối nay ở đây đi. Ngô Đại Hưng nói, căn nhà này là mẹ cho chú, anh ở đây thì không ổn lắm. Cả nhà xuống lầu, để lại cả nhà Ngô Cường và bà cụ nhìn nhau. Bà cụ hừ một tiếng, toàn là thứ giả tạo, ông chủ của công ty taxi nào mà chẳng phải nhà giàu mấy tỷ, có thể gạt được tôi à? Ngô Cường nghe thế cũng thấy có lý, nói, mẹ, nếu mẹ không nhắc, con cũng tin mất rồi. Quyền điều hành một chiếc taxi có giá hàng triệu tệ, cách đây không lâu anh con rất nghèo, hoàn toàn không đủ khả năng có tiền để mua quyền điều hành. Bà cụ xua tay, mặc kệ nó, không đến cũng được, đỡ cho mẹ phải nhìn thấy cả nhà đó rồi lại phiền. Ngô Bình và bố mẹ ngồi vào trong xe, Ngô Đại Hưng hít sâu một hơi nói, Tiểu Bình, sao đột nhiên con lại có công ty vậy? Ngô Bình, bố, con đánh bại được cao thủ hàng đầu Trung Châu, giờ anh ta làm việc cho con. Công ty này là anh ta tặng con đấy. Ngô Đại Hưng ngạc nhiên nói, con đánh bại được cao thủ hàng đầu Trung Châu. Ngô Bình nghiêm túc gật đầu, vâng, thực lực của con vẫn mạnh lắm đấy. Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi không dám tin vào tai mình, cảm giác như đang nằm mơ. Ngô Bình cười nói, bố mẹ, thật ra con là người tu hành, khác với người bình thường. Chắc bố mẹ cũng biết ít nhiều gì đó về chuyện của giới tu hành. Ngô Đại Hưng cảm khái, không ngờ con trai mình lại là nhân sĩ trong giới tu hành trong truyền thuyết. Dương Quế Chi, Tiểu Bình, công ty taxi này có bao nhiêu chiếc xe thế? Ngô Đại Hưng nhìn bản hợp đồng nói, 500 chiếc. Mỗi chiếc xe kiếm được 400.000 tệ mỗi năm, lợi nhuận một năm là 200 triệu. Dương Quế Chi giật mình, 200 triệu tệ. Ngô Đại Hưng nói, đúng thế, 200 triệu tệ. Ngô Bình, bố, ngày mai con và bố đi dạo một vòng công ty, bố cũng tiện thể làm quen với nghiệp vụ của công ty. Ngô Đại Hưng, ừ. Nói rồi Ngô Đại Hưng khởi động xe, ba người chạy về nhà. Lúc này đã là 11 giờ tối, trên đường rất ít phương tiện, xe đi ngang qua một ngã tư đèn giao thông, vừa lúc là đèn xanh. Lúc này một chiếc ô tô từ bên phải chạy đến tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức ngay cả tài xế lái xe lâu năm như Ngô Đại Hưng cũng không kịp phản ứng. Chiếc xe lập tức đâm vào vị trí ghế lái, nửa giây trước khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, Ngô Bình đã đá tung cửa xe, xuất hiện trước chiếc xe đang lao đến như một bóng ma, tay phải đặt dưới gầm xe. Chiếc xe với vận tốc gần 180 km/h bay lên không trung, lộn vòng trên không trung rồi đâm vào chân cột đèn tín hiệu phía đối diện. Dầm. Một tiếng động cực lớn vang lên, chiếc xe bốc cháy. Ngô Bình nhanh chóng quay lại xe trong tiếng nổ. Ngô Đại Hưng khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, dừng xe lại cách đó hơn 100 mét, sau đó ngây ngốc nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy ở đằng xa. Vài giây sau, ông ấy mới run giọng hỏi, Tiểu Bình, chuyện gì thế? Ngô Bình lạnh nhạt nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy nói, chiếc xe này lái quá nhanh nên đã bay lên. Xe ô tô có thể bay. Ngô Đại Hưng ngớ người. Ngô Đại Hưng nhìn cửa xe hỏi, cửa xe biến mất đâu rồi? Ngô Bình, có thể lúc chiếc xe đó bay lên đã tông trúng. Báo cảnh sát đi ạ,
để cảnh sát xử lý. Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường, nhìn đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy, một cảnh sát tái mét mặt nói với một người đồng nghiệp đi bên cạnh là xe của cậu Hai Vương. Cậu Hai Vương là một cậu chủ của nhà họ Vương, một gia tộc lớn ở Trung Châu, thích đua xe vào ban đêm, thường lái xe với tốc độ 200 km/h. Nửa năm trước cậu Hai Vương này đã đâm vào một chiếc xe đạp điện khiến chiếc xe đạp bị nát thành từng mảnh, hai đứa con của một người mẹ trên chiếc xe chết tại chỗ, ba tháng trước hắn lại đâm chết hai học sinh cấp 2 đang băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ. Mặc dù đã làm không ít việc xấu nhưng nhà cậu Hai Vương có quyền có thế, không ai có thể làm gì hắn. Hai lần xảy ra tai nạn đều có người chống lưng, hắn vẫn có thể ngang nhiên ở ngoài vòng pháp luật. Một cảnh sát bước đến, trầm giọng hỏi, ai là người lái xe? Ngô Đại Hưng nói, là tôi. Cảnh sát nghiêm giọng nói, kể lại rõ ràng từng chi tiết về vụ tai nạn, nếu anh dám nói dối, tôi không cứu được anh đâu. Ngô Đại Hưng có phần hoảng sợ, Ngô Bình thản nhiên nói, không nói trước được gì, xe chúng tôi đang đi bình thường, xe đối diện vượt đèn đỏ, hơn nữa còn vượt tốc độ vượt qua 300 km/h, khiến xe bay lên. Và lại, trước khi nó bay lên còn đụng hư cửa xe chúng tôi nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Vị cảnh sát này ngây người một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, xe hơi có thể bay. Cậu nghĩ sẽ có người tin lời cậu nói sao? Ngô Bình, anh có thể không tin tôi, nhưng anh chắc chắn sẽ tin camera. Nói rồi, cậu chỉ vào camera ở phía đối diện. Cảnh sát lạnh lùng nói, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xem. Nếu cậu nói dối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngay lúc này, ba chiếc xe sang trọng chạy đến hiện trường, dừng ngay sau lưng cảnh sảnh, một ông lão xuống xe, sắc mặt xanh mét nhìn chiếc xe thể thao còn đang bốc khói. Qua một lúc, ông ta hỏi, ở đây, ai trong các vị là người phụ trách? Cảnh sát kia vội khom người đi qua, nói, là tôi. Ông lão hỏi, tên gì? Cảnh sát vội nói, tôi là Phùng Tín Trung. Ông lão, cảnh sát Phùng, con trai tôi bị tai nạn xe thế nào, đã điều tra rõ ràng chưa? Cảnh sát Phùng chỉ tay vào xe của Ngô Đại Hưng nói, có khả năng là do va chạm với chiếc xe này khiến lật xe, cuối cùng va vào vật cản làm xe bốc cháy. Ánh mắt ông lão chợt lóe lên, ông ta nhìn Ngô Đại Hưng, hỏi cậu kể lại chuyện đã xảy ra một lần đi. Ngô Bình tiến lên một bước, nói chuyện đã xảy ra thế này, người chạy xe kia vượt đèn đỏ, không chỉ đụng hư cửa xe tôi, mà còn tự hại chết mình. Lúc này bên cứu trợ đã đưa thi thể trong xe ra, người đã bị thiêu cháy không còn nhìn ra hình người, chết thê thảm. Ông lão kia tiến lên nhìn thoáng qua, không kiềm được mà rơi nước mắt. Ông ta nói với cảnh sát Phùng, tôi là quản gia nhà họ Vương, họ Cùng. Quản gia Cùng, ông có chuyện gì cứ dặn dò. Xin cậu nhất định phải điều tra rõ ràng. Quản gia Cùng nói rõ từng câu từng chữ. Cảnh sát Phùng, ông yên tâm, nếu là trách nhiệm của người này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lúc này, có người chạy đến đưa video lấy từ camera giám sát. Cảnh sát Phùng nhận lấy máy tính bảng, mở đoạn video ra. Có thể thấy được, video quay ngay chính diện, khi đèn hiệu chuyển xanh, xe của Ngô Đại Hưng di chuyển bình thường. Ngay lúc này, một chiếc xe thể thao chạy với tốc độ cao chạy đến, vận tốc khoảng chừng 200 km/h, đâm vào vị trí ghế lái phụ. Khoảnh khắc va chạm, cửa xe bay ra, chiếc xe thể thao cũng bay lên, xoay tròn theo hướng bên trái, nặng nề va chạm với tháp ở cách đó 100 m, nháy mắt đã nổ tung. Quản gia cũng kia cũng đang xem đoạn video, nhìn đến đây ông ta lại nheo mắt, trầm giọng nói, không đúng. Đây là xe thể thao, cho dù tốc độ nhanh thế nào, cũng không thể bay lên được. Ngô Bình lạnh nhạt nói, sao lại không thể? Tốc độ như vậy, chỉ cần gặp phải một chút lực cản thì cũng có thể lật xe rồi. Quản gia Cùng, tốc độ như vậy, xe của các người phải bị hỏng mới đúng, sao chỉ bị hư một cánh cửa? Ngô Bình bình thản nói, có thể là số tôi may. Cảnh sát Phùng, tôi đã nhìn qua cửa xe, quả thực biến dạng rất nghiêm trọng, bên trên còn có dấu vết xe thể thao va chạm. Nhưng ông nói đúng, chuyện này quả thực có chút kỳ lạ. Quản gia Cùng thở dài một hơi, đi đến trước chiếc xe, mở cửa xe nói mấy câu gì đó. Sau đó ông ấy đi đến,
nói với cảnh sát Phùng, bắt hai người này lại, thẩm vấn xuyên đêm. Ngô Bình nhướng mìu, bắt chúng tôi, tại sao? Quản gia cùng lạnh lùng nói, chuyện liên quan đến nguyên nhân cái chết của cậu hai nhà chúng tôi, các người không thoát khỏi liên quan. Ngô Bình không nói gì thêm, lấy điện thoại ra. Chưa đến 5 phút đồng hồ, cảnh sát Phùng kia đã nhận được điện thoại, mà người gọi điện cho anh ta chính là người lãnh đạo trực tiếp. Cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta phức tạp nhìn Ngô Bình, sau đó bất đắc dĩ nói với quản gia Cùng, tôi không thể làm theo ý của ông được. Quản gia Cùng nhíu mày, sao vậy? Cảnh sát Phùng cười khổ nói, nhà họ Nghiêm đã gọi cho lãnh đạo của tôi, nói không cần làm khó bọn họ. Nhà họ Nghiêm, quản gia Cùng nhíu mày, Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ đứng đầu ở Trung Châu, tuy thế lực không bằng nhà họ Vương bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ông ta im lặng một lúc rồi nói, vậy tạm thời cứ để bọn họ rời đi đi. Cảnh sát Phùng thở phào một hơi, vội nói với Ngô Đại Hưng, hai người có thể đi rồi. Ngô Bình, đi, đụng hư cửa xe không cần bồi thường sao? Ông ta chẳng phải là quản gia gì đó sao, để ông ta bồi thường. Quản gia Cùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói với một người ở phía sau, viết một tấm chi phiếu 1 triệu cho cậu ta. Một lúc sau, Ngô Bình nhận lấy chi phiếu, bảo Ngô Đại Hưng lái xe rời đi. Ngô Bình vừa đi, quản gia Cùng lại nói, cậu xem bằng lái xe và căn cước của người kia, lát nữa đưa tin cho tôi, nhà họ Vương tự mình điều tra. Không vấn đề gì, cảnh sát Phùng vội nói. Trên đường về nhà, Ngô Đại Hưng vẫn có chút hối hận, nói Tiểu Bình, nhà họ Vương này ở Trung Châu có căn cơ thâm sâu, lúc bố còn nhỏ đã biết danh tiếng nhà họ Vương rồi. Con biết đó, chuyện đầu tiên mà mấy quan chức Trung Châu nhận chức là gì không? Ngô Bình, là gì? Ngô Đại Hưng, đến thăm nhà họ Vương, vì nếu không được nhà họ Vương ủng hộ thì bọn họ cũng không cách nào tiếp tục tồn tại ở Trung Châu. Ngô Bình, nói như vậy, thế lực nhà họ Vương rất lớn. Ngô Đại Hưng, đúng. Nghe nói năm đó có vị lãnh đạo tỉnh dựa vào thế lực sau lưng để đi lên, ỷ chỗ dựa cứng bắt một đệ tử nhà họ Vương. Kết quả, ngày hôm sau vị lãnh đạo kia xảy ra tai nạn xe rồi chết, một nhà 3 người, không còn một mạng. Bên trên cử người điều tra, lại không tra được gì. Cuối cùng chỉ có thể để vậy, mà vị lãnh đạo kia vừa chết, đệ tử nhà họ Vương đã được thả ra. Ngô Bình kinh ngạc trong lòng nói, chẳng trách tên cậu Vương kia lái xe ngông cuồng như vậy, nhưng anh ta cũng không ngờ như thế sẽ khiến mình mất cái mạng nhỏ của mình. Ngô Đại Hưng lái xe taxi cả nửa đời, từng thấy qua nhiều dạng người, ông ấy nói, Tiểu Bình, chúng ta phải cẩn thận, bố cảm thấy nhà họ Vương có lẽ sẽ không bỏ qua chúng ta dễ dàng như vậy. Ngô Bình, bố yên tâm đi, có con đây. Về đến nhà, Ngô Bình không có gì, tiếp tục tu luyện. Chớp mắt đã đến sáng sớm hôm sau, tuy Ngô Bình một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Tu luyện qua một đêm, cậu lại tu luyện được một vài bí ấn, tăng số lượng bí ấn đột phá lên 25. Buổi chiều tập luyện bóng rổ một lúc, cậu lại về lớp học, vừa đến lớp, cậu đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của bạn học đang nhìn mình, sau đó lại cúi đầu xì xào bàn tán. Ngô Bình khẽ nhíu mày, mấy người này sao vậy? Quay về chỗ ngồi, Hàn Băng Nghiên đỏ mắt như vừa mới khóc, Từ Kiêu bên cạnh cũng không có tinh thần. Ngô Bình tò mò hỏi bọn họ, Băng Nghiên, Từ Kiêu, hai người sao vậy? Từ Kiêu thở dài, nói Tiểu Bình, chuyện về vấn đề kia của cậu, bây giờ bị người ta nói khắp nơi, bây giờ cả trường đều biết rồi, mọi người đều đang cười nhạo cậu. Hàn Băng Nghiên mím môi, nói anh Bình, cho dù là thật em cũng không quan tâm. Lúc này Ngô Bình mới biết, chuyện yếu sinh lý mà cậu giấu kín kia lại bị người ta công khai. Cậu ngẫm nghĩ lập tức biết ngay là ai làm, chắc chắn là bạn học cấp 2 đã nói. Thời gian quay trở lại 2 năm trước, Ngô Bình còn học lớp 9, mắt thấy sắp tốt nghiệp cậu bèn đánh bạo lân la làm một cô gái, cũng tỏ tình. Xong, khiến Ngô Bình xấu hổ là hôm sau cô gái đó đã đi kể với một cô gái khác, làm cậu suýt nữa độn thổ, cả nửa tháng không đến trường. Cũng may chẳng bao lâu đã đến thi giữa kỳ, kỳ thi vừa kết thúc, cậu đã thi đậu Trung Châu, những bạn học biết chuyện của cậu lại không có đậu. Ngô Bình nghe thấy tin ấy, mặt mày vẫn hết sức bình tĩnh hỏi Từ Kiêu, ai nói?
Từ Kiêu, một nữ sinh tên Anna, vừa chuyển đến lớp kế bên. Sau khi biết cậu là nhân vật làm mưa làm gió ở trường chúng ta, cô ta đã bắt đầu đi nói chuyện này khắp nơi. Mẹ nó, loại con gái này cũng buồn nôn ghê. Ngô Bình ừ một tiếng nói, Từ Kiêu, cậu đừng lo, kia là chuyện cũ rồi. Chính tớ biết chữa bệnh, đã trị hết cho bản thân lâu rồi. Hàn Băng Nhiên nghe vậy mở cờ trong bụng, đúng rồi, Ngô Bình chính là thần y. Anh ấy chắc chắn có thể trị hết bệnh của mình. Cô lập tức đứng dậy, oán hận nói, em đi tìm Anna. Ngô Bình kéo cô lại, nhàn nhạt nói, con người cô ta xấu xa, em không phải đối thủ. Trước tiên cứ mặc kệ để cô ta nói đi. Từ Kiêu, nhưng chuyện này truyền ra, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Chúng ta phải nghĩ cách đánh trả mới được. Cậu ta nói đến đây bèn ngó Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên chột dạ, cậu nhìn tôi làm gì? Từ Kiêu cười hì hì, mặt mày hài hước nói, Băng Nghiên, bất cứ tin đồn nào cũng chẳng tồn tại nổi trước sự thật. Chẳng phải Anna nói anh Bình không được à? Vậy hai người làm chuyện đó một lần là được. Hàn Băng Nghiên phun một ngụm nước miếng rồi mắng, lăn sang bên đi. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại khác. Trải qua khoảng thời quen nhau, trái tim cô đã treo ở trên người Ngô Bình, sớm muộn gì cũng sẽ trao hết mọi thứ cho cậu nên trong bụng cũng không có từ chối đề nghị kia. Ngô Bình đổi đề tài hỏi Từ Kiêu, tại sao Anna kia lại chuyển đến trung học số 1? Hàn Băng Nghiên, em nghe nói nhà bạn trai cô ta có chút địa vị, hai người vốn cùng trường. Về sau, bạn trai cô ta chuyển đến trung học số 1 nên mới đi. Ngô Bình, không nhắc tới cô ta nữa. Băng Nghiên, mai là chủ nhật, anh lại đến trị cho chú một đợt rồi chúng ta đi chơi. Hàn Băng Nghiên vui vẻ vỗ tay, được, anh Bình, đi đâu chơi nè? Ngô Bình cười hỏi, em có chỗ nào muốn đi không? Hàn Băng Nghiên ngẫm nghĩ rồi đáp, chủ nhật có một cuộc thi chọn đá ngọc thô, là hội ngọc thạch lớn nhất nước cùng nhau tổ chức. Nghe nói tiền thưởng cho người thắng lên đến 10 triệu. Hội thi chọn đá ngọc thô. Trong đầu Ngô Bình bỗng dưng xuất hiện vài thông tin liên quan đến đá ngọc thô. Cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao mình lại biết những thứ ấy. Cậu gật đầu đáp, được, vậy chúng ta đến đó thử. Từ Kiêu, tớ cũng đi. Hàn Băng Nghiên chừng cậu ta một cái, cậu đi theo làm gì, làm bóng đèn hả? Từ Kiêu nhếch miệng cười, hai người yên tâm, tớ sẽ là người hầu của cả hai, hơn nữa đến tối sẽ về, ý là tối Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên sẽ không về nhà. Ngô Bình, ừ, vậy đi chung đi. Buổi trưa tan học, ba người Ngô Bình đến căn tin ăn cơm. Vừa mới ra khỏi phòng học mấy bước, Ngô Bình đã nghe đến đằng sau có người gọi mình. Ngô Bình, lâu rồi không gặp. Ngô Bình dừng lại, quay đầu thấy một nữ sinh đi về phía mình. Cậu gần như không nhận ra cô ta chính là Anna. Hồi đó, Anna cũng không coi là đẹp, nhưng bây giờ cô ta trang điểm lên, vẻ ngoài vậy mà có thể cho 8, 9 điểm. Hơn nữa, dáng người cũng không tệ. Anna, Ngô Bình nhàn nhạt chào hỏi. Bên cạnh Anna có một nam sinh cao 1m78. Trông hơi gầy, khuôn mặt dài, mắt một mí, để tóc dài, đeo một chuỗi khuyên tai bằng vàng. Nam sinh kia thấy Ngô Bình thì cười, cố ý lớn tiếng nói, Anna, đây là cái tên yếu sinh lý đã theo đuổi em hồi cấp 2 hả? Anna cong môi cười, gật đầu, đúng vậy, rõ ràng là chỗ kia không được, vậy mà dám theo đuổi em. Hai, đúng là can đảm ghê. Học sinh xung quanh đều dừng chân chuẩn bị xem trò hay. Thực ra, Ngô Bình cũng không tính để ý đến Anna, nhưng hai người kia lại lần lượt chế giễu mình đã khiến cậu tức giận. Ngô Bình đi về phía nam sinh tóc dài kia, vỗ vỗ vai cậu ta nói, cậu đang nói bản thân đó hả? Ngô Bình vừa vỗ hai cái, nam sinh đã cảm thấy bụng dưới của mình co rút lại, cùng với đó là một cảm giác kỳ lạ. Đúng lúc này, thắt lưng của cậu ta bỗng lỏng lẻo, quần áo trong người lập tức rớt xuống đất. Từ đấy, nửa người dưới của cậu ta cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Mọi người sửng sốt, sau đó các nữ sinh hét toáng lên xoay người đi. Nhưng ngay sau đó, tiếng hét biến thành từng tiếng hô nhỏ. Á đù, cậu ta không có cái kia, một nữ sinh buột miệng thốt ra. Hóa ra,
Ngô Bình thi triển bí lực khiến thứ đó của cậu ta thụt vào trong cơ thể nên bên ngoài mới không nhìn thấy. Anna cũng sợ ngây người, bạn trai mình vẫn bình thường mà, sao thứ kia lại bỗng dưng biến mất rồi. Nam sinh hoảng sợ, vội vàng kéo quần lên, mặt mày trắng bệch vươn tay xuống sờ, chỉ cảm thấy không sờ được gì. Cậu ta lập tức hét thảm, trực tiếp té xỉu. Có người gọi điện thoại, mấy giây sau, Anna hốt hoảng đi đến bệnh viện với bạn trai. Sau chuyện này, mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói trước đó của Anna. Ngô Bình chơi bóng lợi hại như vậy thì sao khả năng kia lại không được chứ? Chắc chắn là Anna kia tìm một tên không được nên mới cố tình nói lên người khác. Dù sao, người không chiếm được sẽ sinh ra lòng ghen ghét. Sau khi ăn cơm ở canteen, Nghiêm Lãnh Thạch gọi đến hỏi Ngô Bình chiều có rảnh hay không, ông lớn trong tỉnh kia sẽ đến vào buổi chiều. Ngô Bình nói có, hẹn lúc 3 giờ chiều. Buổi chiều luyện bóng một lát, Ngô Bình bèn gọi xe đi đến nhà họ Nghiêm, đến nơi thì vừa đúng 3 giờ. Nghiêm Hiếu Văn đứng chờ ở cửa, Ngô Bình vừa tới thì đã được mời đến phòng khách. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Nghiêm đang có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi. Vừa vào, Ngô Bình đã ngửi thấy một mùi hôi cơ thể. Mùi kia nồng tựa như cá ươn khiến người ta mắc ói. Nghiêm Lãnh Thạch vội vàng giới thiệu, ông Thạch, tôi xin giới thiệu với ông chàng trai này chính là thần Y Ngô. Ông Thạch kia đứng dậy gật đầu chào, thần Y Ngô, nghe nói y thuật của cậu cực kỳ phi phàm nên tôi đặc biệt đến chào hỏi. Ngô Bình gật đầu, nào có. Cậu ngồi xuống đối diện ông Thạch, đánh giá ông ta một lượt. Nghiêm Lãnh Thạch, ông Thạch, mời ông nói tình hình của mình cho thần Y Ngô. Ông Thạch gật đầu, thần Y Ngô, nửa năm trước tôi bệnh nặng một trận, hơn nửa tháng không thể xuống giường, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Đợi đến tôi lành bệnh, trên người bắt đầu xuất hiện một mùi tanh. Mùi kia quá nồng, ngay cả vợ tôi cũng không chịu nổi, không còn chịu ngủ chung với tôi nữa. Thậm chí, tôi vừa về tới nhà đã nhốt mình trong phòng để tránh ảnh hưởng tới người thân. Càng không dám đi ra ngoài tham gia hoạt động sợ bị người ta ngửi thấy. Hai, cũng vì vậy mà con đường thăng quan tiến chức mới trở nên xa vời. Ngô Bình gật đầu, bắt mạch cho ông Thạch trước. Mấy giây sau, cậu hỏi, có phải ông đã từng ăn thứ gì đặc biệt, ý tôi là thứ còn sống. Ông Thạch ngẫm nghĩ rồi nói, không có, mặc dù tôi cũng ăn gà cá thịt trứng nhưng đều là đồ chín. Ngô Bình, côn trùng gì đó, thôi bỏ qua. Ông Thạch như nghĩ đến điều gì hỏi, tôi từng ăn trứng của một loài chim, sinh trưởng trong một hòn đảo, mùi vị rất mới lạ. Ngô Bình gật đầu, các loại trứng chim mà ông ăn bị ô nhiễm và chứa độc tố. Chất độc này kết hợp với tuyến thể của ông sẽ tạo ra mùi hôi. Hai mắt ông Thạch phát sáng, Ngô Bình là bác sĩ đầu tiên tìm ra nguyên nhân bệnh của ông ta vội hỏi, thần Y Ngô, có dễ chữa không? Ngô Bình, tôi kê một đơn thuốc. Trước tiên ông cứ uống 2 ngày. 2 ngày sau nếu không có mùi hôi nữa thì tốt, nếu vẫn còn thì ông lại đến tìm tôi. Ông Thạch mừng rỡ, cảm ơn thần Y Ngô. Ngô Bình kê một đơn thuốc rồi nói lại cách sắc thuốc. Tiễn ông Thạch này đi xong, Nghiêm Lãnh Thạch hơi không an tâm, ông ta hỏi, chủ nhân, phương thuốc này có thể chữa được cho ông ta thật sao? Ngô Bình, 99% là chữa được. Dù không hết tôi cũng có thể châm cứu cho ông ta. Nghiêm Lãnh Thạch thở phào, vậy thì tốt. Sau đó ông ta nói, chủ nhân, tôi đã biết chuyện hôm qua rồi. Cậu hai nhà họ Vương bị thiêu chết, đó là do hắn tự chuốc lấy. Ngô Bình, tôi nghe nói nhà họ Vương này cực kỳ kiêu căng, chỗ dựa của họ là gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch, thực lực của gia chủ nhà họ Vương không hề yếu, chỉ đứng sau tôi thôi. Ngoài ra, anh hai của gia chủ nhà họ Vương Vương Hạo Dã làm quan chức ở thủ đô nên thế lực của nhà họ Vương rất lớn. Nói đến đây ông ta nói, Vương Hạo Dã này suýt nữa tiêu đời vào nửa năm trước vì đối thủ bên giới chính trị của ông ta mạnh hơn. Tiếc là đối thủ của ông ta đột nhiên lâm bệnh nặng, nghe nói người đó đã không sống được trong bao lâu nữa. Ngô Bình, bệnh gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch, hình như là bệnh nan y. Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa. Cậu cũng không muốn quan tâm mấy chuyện bao đồng này. Ngay lúc này, cậu nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn, bố mẹ cậu đang ở trong tay tôi,
Tôi cho cậu nửa tiếng để đến địa điểm này. Nói rồi đối phương bèn cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn địa chỉ. Nghiêm Lãnh Thạch ở bên cạnh cũng nghe thấy, ông ta lập tức nói, tôi đi với chủ nhân. Trong mắt Ngô Bình đầy vẻ tức giận, cậu nói, ừ, ông cũng đi đi. Địa chỉ được gửi đến là một khu bảo tồn thiên nhiên, ở đây thường không có ai. Có khoảng hơn chục người đứng trên đỉnh của một ngọn núi ở khu vực bảo tồn, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi cũng ở đó, hai người đều bị điểm huyệt, thân thể cứng đờ quỳ trên dưới đất, không thể động đậy. Lúc này quản gia Củng cũng ở trong đó, ông ta thản nhiên nói, ông hai, tôi đã kiểm tra camera rất cẩn thận, sự việc rất rõ ràng là lúc xe của cậu chủ sắp tông vào thì cửa đột nhiên bị đá văng từ bên trong, sau đó xe của cậu chủ bay lên, tông vào trên cột rồi nổ tung. Ông hai này mặt khá tròn, vóc người hơi mập, ông ta lạnh lùng nói, nếu đã thế thì không cần nói nữa, người đó vừa đến thì giết hắn, trả thù cho con trai của tôi. Quản gia Củng, người này có chút quan hệ với Nghiêm Lãnh Thạch. Ông hai Vương cười nhạo, vậy thì thế nào? Hôm nay người tôi mời đến là ông Hồ ở tỉnh. Thực lực của ông Hồ đã đạt đến bí cảnh tầng 3, mạnh hơn Nghiêm Lãnh Thạch đó nhiều. Ông Hồ đứng cách đó không xa, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ông ta khẽ gật đầu nói, ông hai, Nghiêm Lãnh Thạch dám nhúng tay vào, tôi sẽ khiến ông ta một đi không trở lại. Vậy sao? Đúng lúc này, hai bóng người nhảy lên đỉnh núi, chính là Ngô Bình và Nghiêm Lãnh Thạch. Nhìn thấy Nghiêm Lãnh Thạch, ông hai Vương nhíu mày, Nghiêm Lãnh Thạch, ông nhất định phải xen vào chuyện này à? Nghiêm Lãnh Thạch lạnh nhạt nói, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện? Tôi biết rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc, là con trai ông lái xe với tốc độ cao, cái chết của cậu ta là do cậu ta tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Ông hai Vương hừ một tiếng. Nếu ông nhất quyết muốn xen vào thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông Hồ. Ông Hồ đó bước đến, từng bước đi của ông ta đều khiến đá trên đỉnh núi rung chuyển. Nghiêm Lãnh Thạch và ông Hồ này có quen biết, ông ta nói, Hồ Tế Châu, chuyện này có liên quan gì đến ông? Hồ Tế Châu khẽ cười, Nghiêm Lãnh Thạch, tôi được người khác tín nhiệm thì nên làm tròn trách nhiệm. Bây giờ ông lùi ra, tôi có thể xem như ông không đến. Ngô Bình không quan tâm đám người này, đi thẳng về phía Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi. Hồ Tế Châu hừ một tiếng, cậu xem tôi là không khí à, nói rồi đánh một chưởng vào Ngô Bình. Đòn tấn công vừa được tung ra, Ngô Bình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó một bóng người mờ ảo xuất hiện sau lưng Hồ Tế Châu. Phụt! Một chưởng đập mạnh vào lưng ông ta, Hồ Tế Châu nôn ra nội tạng đã nát phụt. Sau đó toàn thân ông ta vặn vẹo, cơ thể không ngừng co rút lại, cuối cùng xương cốt gãy vụn co rút thành một khối hình cầu, máu rỉ ra liên tục, hơn nữa ông ta không chết, mà không ngừng hét lên thảm thiết. Chiêu mà Ngô Bình sử dụng là một chiêu thức cực kỳ độc ác, có thể khiến cơ thể co lại thành quả cầu, phải chịu sự đau đớn tột cùng. Cậu hận đám người đã ra tay với bố mẹ mình này nên cậu vừa đến đã ra tay với chiêu tàn nhẫn nhất. Nhìn thấy đám cao thủ Hồ Tế Châu chỉ một chưởng đã bị đánh thành bộ dáng quỷ dị này, ngay cả Nghiêm Lãnh Thạch cũng giật mình, hồi lâu cũng không nói được lời nào. Ông hai Vương run lên, vô thức lùi ra sau lưng quản gia Củng. Sắc mặt quản gia Củng khá khó coi, dù thế nào ông ta cũng không ngờ ông Hồ mạnh như thế lại thất bại hoàn toàn, khiến họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Quản gia Củng không hổ là người từng gặp nhiều sóng gió, ông ta nhìn Hồ Tế Châu. Khen ngợi, bản lĩnh hay đấy, bái phục. Nghiêm Lãnh Thạch, ông hai Vương, người ông tìm đến đã xong đời rồi, tiếp theo ông định làm sao đây? Ông hai Vương lạnh nhạt nói, người này rất có tiếng ở ngoài tỉnh, không ngờ thực lực lại yếu đến thế, đúng là tốn nhiều tiền vô ích. Sau đó ông ta chắp tay với Ngô Bình nói, tôi nghĩ chuyện hôm nay đến đây thôi. Đến đây thôi, Ngô Bình cười nhạo, ông động vào bố mẹ tôi. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã muốn tôi bỏ qua cho ông à. Nói rồi Ngô Bình cởi bỏ điểm huyệt cho bố mẹ, sau khi đứng lên, Ngô Đại Hưng nói, Tiểu Bình, đám người này đã bắt bố mẹ đến đây. Ngô Bình gật đầu nói, bố đừng sợ, mọi chuyện đã có con rồi. Cậu đi thẳng về phía ông hai Vương khiến ông ta hoảng sợ lùi về phía sau đến khi không thể lùi được nữa. Ông ta cực kỳ lo lắng,
vệ sĩ bên cạnh cũng đều đứng trước mặt ông ta. Ngô Bình vung tay lên, sức mạnh đáng sợ lan tràn, đám người này đồng loạt bị đẩy bay ra xa như diều đứt dây, còn cậu thì dễ dàng bước đến trước mặt ông Hai Vương. Ông Hai Vương run giọng nói, có gì từ từ nói. Ngô Bình vỗ lên người ông ta mấy mươi cái, sau đó rụt tay lại, cậu lạnh nhạt nói, tôi đã đặt cấm chế trên người ông, sau này cứ cách một tiếng đồng hồ thì ông sẽ có cảm giác sống không bằng chết. Ông Hai Vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cậu dám. Ngô Bình cười mỉa, các ông là người ra tay trước nên đừng trách tôi dùng thủ đoạn cực đoan. Ông quay về suy nghĩ cho tôi lời giải thích hợp lý đi, nếu tôi không hài lòng thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nói rồi Ngô Bình dẫn bố mẹ xuống núi. Quay về trên xe, Nghiêm Lãnh Thạch nói, chủ nhân, cậu định đối phó với nhà họ Vương à? Ngô Bình, đúng thế, chẳng phải ông nói đối thủ của người nhà họ Vương kia bị bệnh sao? Không vấn đề gì cả, ông tìm được các mối quan hệ để móc nói, tôi sẽ chữa được cho người đó. Tôi không chỉ chữa khỏi, mà còn có thể làm cho người này sống lâu trăm tuổi. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng, vâng, tôi sẽ quay về thu xếp ngay. Ngô Bình đưa bố mẹ về nhà xong thì cứ thấy nhà mới không được an toàn, thế là cậu bảo bố mẹ tạm thời nghỉ làm và cùng nhau đi du lịch. Cậu sợ bố mẹ không biết ngoại ngữ, giao tiếp khó khăn nên đã trả phí cao để thuê một hướng dẫn viên nữ biết 6 ngoại ngữ. Sau đó thu dọn hành lý ngay trong ngày, lên lịch trình sẵn sàng sáng sớm mai xuất phát, bay thẳng ra nước ngoài. Ngô Bình biết được sự quan trọng của thực lực, tối đó cậu không ngủ mà tiếp tục tu luyện bí ấn. Sáng sớm hôm sau, hướng dẫn viên nữ đó đến, đấy là một cô gái tầm 20 tuổi, rất xinh đẹp, mới đi làm được nửa năm, tốt nghiệp học viện hàng đầu quốc gia, Đại học Thủ đô. Ngô Bình lái xe đưa hướng dẫn viên nữ và bố mẹ ra sân bay, chờ đến lúc máy bay cất cánh. Bố mẹ đi rồi Ngô Bình mới thở phào, trước khi họ về, cậu có thể rảnh tay xử lý công việc của mình. Buổi sáng cậu không lên lớp mà đến thẳng nhà Nghiêm Lãnh Thạch. Nghiêm Lãnh Thạch cũng đang đợi cậu, vừa nhìn thấy thấy cậu thì cười, nói, chủ nhân, ông Thạch chỉ mới uống một ngày thuốc mà đã hồi phục khá nhiều rồi. Bây giờ cơ thể ông ấy gần như không còn mùi hôi nữa, chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao rất nhiều. Ngô Bình, uống thêm vài hôm nữa chắc sẽ bình phục. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu, chủ nhân, tôi đã cho người liên lạc với đối thủ của nhà họ Vương rồi, người đó tên Trương Tỉnh, là địa vị khá cao, có chỗ dựa rất lớn. Là con rể của một nhà có gia thế hoàng tộc. Nhà họ Trương đã trả lời, đồng ý cho chúng ta thử. Tôi đã hẹn thời gian rồi, chiều ngày mốt chúng ta hãy đến nhà họ Trương. Ngô Bình, sau khi Trương Tỉnh này bị bệnh, chắc có không ít bác sĩ giỏi tự tìm đến nhỉ. Nghiêm Lãnh Thạch, đúng vậy, nhưng cuối cùng thì mấy danh y tứ phương đó cũng phải bó tay. Sở dĩ Trương Tỉnh vẫn chưa chết là do có một bác sĩ thật sự rất lợi hại ở bên cạnh. Người đó là thần y Diệu Thủ, y thuật bất phàm. Nhà họ Trương đồng ý cho chúng ta thử chắc cũng là vì có suy nghĩ kiểu thử thử cũng chẳng mất gì. Ngô Bình, không sao, chỉ cần trị khỏi bệnh cho ông ta thì họ sẽ biết được y thuật của tôi. Nghiêm Lãnh Thạch, vâng, chủ nhân cũng nên đề phòng người nhà họ Vương một chút, tôi nghe nói tối qua ông Hai Vương đau đớn la hét suốt cả đêm, chắc nhà họ Vương sẽ đến tìm cậu ngay thôi. Ngô Bình, nếu không muốn đau thì phải xem biểu hiện của nhà họ Vương rồi. Nghiêm Lãnh Thạch, nhà họ Vương cho rằng mình có chỗ dựa lớn nên không xem ai ra gì, e rằng sẽ không chịu khuất phục đâu. Tôi đoán chắc nhà họ Vương sẽ tìm người lợi hại hơn đến đối phó với chủ nhân. Ngô Bình, không sao, tôi đợi. Quả nhiên, hai người họ nói chuyện chưa bao lâu thì Nghiêm Lãnh Thạch đã nhận được điện thoại của nhà họ Vương. Ông ta ngắt điện thoại xong thì nói, chủ nhân, nhà họ Vương hẹn cậu và tôi tối nay gặp nhau ở Túy Tiên Lâu. Ngô Bình, vậy thì đến xem thử. Nghiêm Lãnh Thạch hơi lo lắng, nói chủ nhân, mặc dù chúng ta không cần sợ nhà họ Vương, nhưng nếu nhà họ Vương thật sự tìm cao thủ bí cảnh tầng 5 trở lên đến thì e rằng chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình bình thản đáp, không sao, bây giờ tôi cũng đang rảnh, trước khi đến giờ hẹn. Tôi muốn thăng cấp tu vi lên chút nữa. Thật ra Nghiêm Lãnh Thạch cũng tò mò, rốt cuộc tu vi của Ngô Bình là gì? Ông ta hỏi, chủ nhân, giờ cậu là bí cảnh tầng mấy?
Ngô Bình, nói chính xác thì tu vi của tôi đang nằm giữa luyện khí và bí cảnh. Nghiêm Lãnh Thạch ngơ ra, nghĩa là sao? Ngô Bình nói, giữa luyện khí và bí cảnh còn có hai cảnh giới là bí ấn và thiên bí. Bây giờ tôi đang thuộc cảnh giới bí ấn, hấp thụ bí lực của thiên địa, ngưng tụ thành ấn ký có thể nâng cao uy lực của bí lực lên gấp nhiều lần, và còn có thể tích tụ bí lực. Nghiêm Lãnh Thạch ngơ ngác, không ngờ lại còn có cảnh giới cao thâm đến vậy. Nghe có vẻ như cảnh giới bí ấn này cũng không thua gì cảnh giới bí pháp. Ngô Bình, bí ấn có ích rất nhiều cho việc tu luyện bí chú, bí kỹ, bí pháp về sau. Đương nhiên, thần kỳ nhất vẫn là thiên bí. Nghiêm Lãnh Thạch tò mò, lập tức hỏi, xin chủ nhân giải thích thêm thiên bí là gì? Ngô Bình, thiên bí là cảm ứng bí lực tối cao, bí lực của trời. Nghiêm Lãnh Thạch ngây ra, hình như bí lực này có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp và thần cấp, lẽ nào trên nữa còn có bí lực của trời sao? Ngô Bình, bí lực thần cấp rất hiếm thấy, nhưng thiên hạ ít nhất cũng có mấy chục loại bí lực thần cấp. Còn bí lực chi thiên thì chỉ có một loại, hơn nữa, chỉ có số ít tu sĩ có thể cảm nhận được, trong số cả trăm vạn tu sĩ có thể lĩnh hội được trên ba loại bí lực cấp thần mới có một người có bí lực cấp thiên. Nghiêm Lãnh Thạch bất ngờ há hốc mồm, đối với ông ta mà nói, bí lực cao cấp là thứ không thể nào với tới được, vì bí lực cao nhất mà ông ta luyện được cũng chỉ là bí lực trung cấp. Vậy mà chủ nhân trước mặt ông ta đây lại muốn lĩnh hội bí lực cấp thiên, một loại bí lực còn mạnh hơn cả bí lực cấp thần. Ngô Bình, thật ra bí lực cấp thiên không được xem là bí lực, nó là một loại mật mã thiên đạo, nắm được nó thì có thể nâng cao được tất cả sức mạnh. Chẳng hạn tôi nắm được bí lực cấp thiên thì có thể gia tăng sức mạnh của bí lực cấp thần, khiến uy lực của nó tăng gấp hơn 10 lần. Nghiêm Lãnh Thạch cảm thán, tiềm năng của chủ nhân khiến Lãnh Thạch được mở mang tầm mắt. Đời này Lãnh Thạch có thể làm trâu làm ngựa cho chủ nhân là may mắn 10 kiếp của mình. Ngô Bình bình thản đáp, lão Nghiêm, ông cố gắng làm việc, sau này tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Nghiêm Lãnh Thạch quỳ xuống đất, vâng, nhất định tôi sẽ trung thành với chủ nhân đến chết mới thôi. Ngô Bình, đứng lên đi. Vì Ngô Bình có hẹn với Hàn Băng Nghiên đến tham gia cuộc thi chọn đá ngọc thô nên tầm 9 giờ, cậu đã lái xe đến nhà họ Hàn. Sau đó cậu và Hàn Băng Nghiên, gọi thêm Từ Kiêu nữa, cùng nhau đến Đổ Thạch Thành. Cứ 3 năm là Đổ Thạch Thành lại tổ chức thi chọn đá ngọc thô một lần, nếu những người tham gia có thể dùng số tiền nhất định mua được đá quý, phỉ thúy với giá trị cao nhất thì sẽ giành được giải nhất. Quy mô của cuộc thi chọn đá ngọc thô này rất lớn, chia thành rất nhiều đội thi riêng với mấy chục nghìn người tham gia. Muốn trở thành người chiến thắng trong mấy chục nghìn người đó là một điều rất khó. Ba người Ngô Bình đến Đổ Thạch Thành thì cùng nhau đăng ký, phí đăng ký là 200 tệ. Sở dĩ thu phí ghi danh là để chọn lọc, tránh để những người rảnh rỗi đến quấy rối. Ba người họ ghi danh xong thì mỗi người cầm một tờ phiếu mua hàng 30.000, tấm phiếu mua hàng đó chỉ có thể dùng trong Đổ Thạch Thành, ngọc mua được cũng không thuộc về cá nhân nào, chỉ được giữ tạm thời thôi. Đương nhiên, nếu như giành được giải thì không chỉ có thể chính thức có quyền chọn ngọc mà còn có thể lấy được tiền thưởng. Ba người họ lấy được phiếu mua hàng thì lập tức vào khu bán ngọc, ở đó có phỉ thúy, bạch ngọc, có loại đã được gia công, cũng có loại chưa gia công, giá cả có cao có thấp, thấp cũng mấy triệu, cao cũng trên cả trăm triệu. Đương nhiên, phiếu mua hàng 30.000 trong tay của Ngô Bình cũng không thể mua được loại ngọc quá tốt. Mấy người họ đến khu vực 15 của khu chọn đá ngọc thô, ngọc ở chỗ này thường không quá 100.000, số lượng nhiều và khá rẻ. Rất nhiều người tham gia đều lựa ngọc ở đây. Lúc này, app của cuộc thi chọn đá ngọc thô mà họ tải xuống đã bắt đầu phát trực tiếp. Nữ MC xinh đẹp cười, nói các bạn chơi và các khán giả thân mến, cuộc thi chọn đá ngọc thô sắp sửa bắt đầu, tiếp theo tôi xin tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, bắt đầu sẽ thi theo đội nhỏ, tất cả mọi người dùng phiếu mua hàng trong tay mình để mua ngọc thô và mở ra tại chỗ. Bên bán đá thô sẽ đánh giá giá trị miếng ngọc của bên mua đã chọn. Sau khi đánh giá, người tham gia có thể bán ngọc để đổi lấy nhiều phiếu mua hàng hơn. Cả quá trình thi theo nhóm nhỏ chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng, bất kể mua được bao nhiêu, số phiếu mua hàng chưa dùng hết phải giao nộp trở lại, sau đó ban tổ chức sẽ tuyên bố kết quả. Ngô Bình xem xong quy tắc thì ký ức về cách đá ngọc thô càng trở nên rõ ràng hơn,
cậu háo hức nói, đi đi mua ngọc thôi. Ở khu vực số 15, Ngô Bình thuận tay lấy một miếng đá thô trị giá 28.000 tệ, cầm trên tay ước lượng, bí lực thẩm thấu qua lớp vỏ đá, các thông tin bên trong có thể hiện ra trong đầu cậu. Đây là một khối đá thô rất bình thường, chất liệu ngọc bên trong có màu trắng đục, là loại mềm dẻo. Những thứ được làm từ ngọc bích này có giá trị không cao, được giao bán khắp nơi trên mạng, giá trị từ mấy mươi đến mấy nghìn. Cứ thế chọn ra mấy khối, kết quả cậu đều không hài lòng, thế là tay phải cậu đè xuống đất, bí lực lan truyền ra xung quanh, bao phủ gần hết chất liệu ngọc ở khu 15. Bí lực thẩm thấu vào trong đó, cậu lập tức phát hiện được mấy chục khối ngọc có chất lượng tốt, nhất là một khối đá thô trông không có gì nổi bật, giá chỉ có 12.000 tệ nhưng bên trong lại có một khối băng khối băng chủng ngọc lục bảo to bằng quả óc chó. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, trong mấy triệu khối đá cũng chưa chắc có thể có một khối như vậy. Ngô Bình lập tức mua ngay khối đá thô này, cậu vẽ một đường trên đó, sau đó nhờ ông chủ cắt ra. Cắt một mặt khối đá thô để lộ ra một đốm nhỏ màu xanh nhỏ, từ giữa ra ngoài dần trở nên nhạt, nhìn thấy màu xanh đậm này, ông chủ ngạc nhiên nói, màu xanh này đẹp quá, đúng là băng chủng. Băng chủng này không đồng đều, càng ra ngoài càng đục. Lại cắt mở mặt thứ hai ra, kết quả lại nhìn thấy màu xanh lục. Lúc này ông chủ đã có thể chắc chắn bên trong có một khối ngọc thạch đỉnh cấp, ngọc lục bảo băng chủng thượng hạng, ông ta thốt lên, cậu nhóc, cậu phát tài rồi đấy. Ngô Bình cười nói, ông chủ, cho tôi một mức giá đi. Ông chủ gật đầu, ông ta tìm một người đến bàn bạc, cuối cùng báo giá 3 triệu rưỡi. Ngô Bình nói, được, tôi bán lại khối đá thô này cho ông chủ. Thật ra cậu muốn nhận được nhiều phiếu mua hàng hơn để có thể chọn những đá thô lớn và quý giá hơn. Ông chủ vui mừng khôn xiết, khối đá thô này chắc chắn sẽ mang lại một số tiền khá lớn cho ông ta. Thế là ông ta vui vẻ đưa cho Ngô Bình một phiếu mua hàng trị giá 3 triệu rưỡi. Thấy Ngô Bình lập tức chọn được một khối đá, Hàn Băng Nghiên còn vui hơn cả cậu, cười nói, anh Bình, anh lợi hại thật đấy, cũng chọn cho em một cái được không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên là được. Cậu kéo Hàn Băng Nghiên đi mấy bước, chọn cho cô một khối đá thô lớn bằng quả dưa, giá trị 29.999 tệ. Khối đá thô này được mở ra, bên trong có một nửa là băng chủng, mặc dù không phải là màu xanh đồng đều hết nhưng màu sắc cũng rất đẹp, nhất là hoa văn nổi ở bên trong, nếu làm thành vòng tay sẽ cực kỳ đẹp. Ông chủ đánh giá khối đá thô này, sau đó báo giá 2.300.000 tệ. Từ Kiêu không ngồi yên được nữa, địch, anh Bình đỉnh quá vậy, tớ cũng muốn. Ngô Bình cười nói, được, vậy đi theo tớ. Không lâu sau, Từ Kiêu được Ngô Bình giúp tìm được một khối đá, trị giá 1.500.000 tệ. Sau khi mua xong đá, ba người cầm phiếu mua hàng trị giá chục triệu tới khu số 1. Trong khu chứa đá thô, từ khu 1 đến khu 25, đá thô ở khu 1 là đắt nhất. Ở khu 1. Đá thô tốt nhất có giá trị hàng chục triệu tệ, 10 phút trôi qua, Ngô Bình sắp bắt đầu vòng lựa chọn thứ hai. Lần này cậu dùng đến cách cũ, cũng xác định mười mấy khối đá thô. Cậu tìm được một khối đá thô cao nửa người, được dán giá 2.488.000 tệ. Bề ngoài khối đá thô này có vết nứt nhưng nếu nhìn vào bên trong qua vết nứt thì không thể phát hiện được màu xanh lục. Nếu không có vết nứt này... Giá trị của khối đá thô này chắc chắn phải lên đến chục triệu tệ. Ngô Bình cầm đá thô lên, nói với ông chủ tôi mua cái này. Cậu vẽ một đường rồi bảo ông chủ mở ra, sau đó lại chọn khối đá thô thứ hai. Đá thô thứ hai có trị giá 980.000 tệ, khối ngọc bên trong cũng khá tốt. Khi hai khối đá thô được mở ra, miếng đầu tiên là một viên ngọc lục bảo thủy tinh, theo ước tính sơ bộ. Đá thô toàn màu xanh này nặng ít nhất 60 kg. Ông chủ ngạc nhiên thốt lên liên tục, loại ngọc lục bảo thủy tinh này được bán lẻ trên thị trường với giá hàng chục nghìn tệ 1 gram. Hơn nữa khối lượng càng nặng thì giá càng cao. Ngô Bình, ông chủ, khối đá thô này bao nhiêu tiền? Ông chủ nói, 500 triệu, tôi có thể mua nó. Ngô Bình lắc đầu, tôi không bán đá thô này, ông mở khối đá thô thứ hai giúp tôi. Khối đá thô thứ hai là ngọc lục bảo băng chủng, khoảng 45 kg, trị giá cũng lên đến cả 100 triệu tệ. Sau đó Ngô Bình cũng chọn cho Hàn Băng Nghiên và Từ Kiêu mỗi người một khối,
giá cả đều là 1 triệu. Sau khi khối đá thô của họ được mở ra, giá trị cũng lên đến mấy chục triệu tệ. Miếng của Hàn Băng Nghiên có giá hơn 70 triệu, còn của Từ Kiêu là hơn 50 triệu. Lúc này còn hơn 10 phút nữa mới hết một tiếng đồng hồ, Ngô Bình không đi chọn đá thô nữa, sau khi có vài người đăng tải thông tin liên quan lên mạng, lập tức có nhân viên lập tức đến xác nhận. Sau khi xác nhận một lần, nhân viên cười nói, thưa cậu, theo quy tắc thì phải tiến hành niêm phong các khối đá thô tại hiện trường rồi cất vào kho. Ngô Bình cũng không có ý kiến với việc này, dù sao đồ này cũng là của bên tổ chức, sau khi có được thứ tự thì họ mới có thể lấy được mấy khối ngọc này. Các nhân viên lái xe đến để vận chuyển đá thô đi. Ba người tìm được một sạp bán đồ uống, vừa uống nước vừa đợi kết quả bên kia. 5 phút, 10 phút, mãi đến thời hạn một tiếng đồng hồ, họ cũng không nhận được tin tức gì. Từ Kiêu nhíu mày nói, không đúng, đáng lẽ chúng ta ở trong số ít đứng đầu, sao vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào vậy? Lúc này, trên truyền hình trực tiếp, người dẫn chương trình nữ nói, kính thưa quý vị, kết quả vòng bảng của cuộc thi cược đá thô đã có, tôi sẽ công bố 10 người đứng đầu mỗi nhóm. Mấy người Ngô Bình ở nhóm thứ 7, đợi mãi cuối cùng cũng đến nhóm thứ 7. Người dẫn chương trình công bố, nhóm thứ 7, vị trí đứng đầu là cô Hồ, số đuôi chứng minh thư là 1533, tổng giá trị ngọc thạch đã mua là 3.670.000 tệ. Nghe đến kết quả này, Từ Kiêu lập tức nói, chỉ một khối đá thô của chúng ta đã là mấy chục triệu tệ, sao vị trí đầu tiên chỉ có 3.670.000 tệ vậy? Sắc mặt Ngô Bình cũng khá khó coi, nói, đá thô mà chúng ta chọn quá tốt nên đã khơi lên lòng tham của vài người. Cậu hỏi Hàn Băng Nghiên, Băng Nghiên, anh nhớ rằng em có quay lại toàn bộ quá trình nhỉ? Hàn Băng Nghiên gật đầu, ừ, một mình anh Bình chọn lựa nên em rảnh rỗi lấy điện thoại quay lại đây này. Ngô Bình nhận lấy điện thoại của Hàn Băng Nghiên, mở video ra xem lướt qua, lạnh nhạt nói, có quay là được. Đám người này tưởng rằng lừa tiền của chúng ta dễ lắm đấy. Cậu uống một hớp nước, sau đó gọi điện thoại cho ông Thạch. Đầu bên kia điện thoại, ông Thạch cảm thấy vô cùng cảm kích, thần y Ngô, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Ha ha, hôm qua tôi còn đến nhà tắm công cộng, không ai ngửi thấy mùi cơ thể của tôi nữa. Thần y Ngô, tôi định đích thân đến nhà cậu để cảm ơn, không biết mấy ngày nay cậu có thời gian không? Ngô Bình, ông Thạch khách sáo rồi, chỉ cần ông hồi phục là được. À phải rồi, tôi có chút việc muốn nhờ ông giúp. Vừa nghe thế, ông Thạch lập tức nói, thần y Ngô cứ nói, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tất nhiên sẽ không từ chối. Sau đó Ngô Bình kể lại chuyện mình gặp phải trong cuộc thi cược đá ngọc thô, ông Thạch nghe xong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, gì cơ? Họ dám làm thế với thứ có giá trị hàng trăm triệu tệ. Đúng là coi trời bằng vung, thần y Ngô đừng lo, tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng ở Trung Châu, nhất định sẽ trả lại công bằng cho cậu. Sau khi gọi điện cho ông Thạch, chưa đến 5 phút sau đã có người gọi điện đến, là cậu Ngô đúng không, tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh Trung Châu, tôi tên Châu Mẫn. Tôi đang ở nơi thi đấu cược đá ngọc thô, cậu đang ở đâu, tôi lập tức đi tìm. Ngô Bình, tôi ở chỗ quầy nước giải khát. Sau đó. Có mấy cuộc gọi từ bên truyền thông đến, Ngô Bình bảo bọn họ cùng đến. Đồng thời, còn có cả Bộ Công Thương, 4 cơ quan chức năng tư pháp địa phương Trung Châu gọi đến, đều nói muốn cử người qua. Phải biết rằng, cuộc thi cược đá ngọc thô này được phát sóng trực tiếp, bao gồm các đài truyền hình lớn, các nền tảng truyền thông, tất cả đều tiến hành đồng bộ. Bọn họ nhận được tin thì lập tức biết được đây là một tin tức lớn, lần lượt bỏ ra nhân lực lớn. Chuẩn bị phát tin này. 10 phút sau, 17 nền tảng truyền thông lớn nhỏ xuất hiện, Ngô Bình tiếp nhận phỏng vấn và câu hỏi của bọn họ. Châu Mẫn là người đặt câu hỏi đầu tiên, xin hỏi, cậu là người dự thi sao? Ngô Bình lấy phiếu báo danh của mình rồi nói, tôi là một học sinh cấp 3, tên Ngô Bình, nghe nói đến cuộc thi cược đá ngọc thô bèn đến tham gia cùng hai bạn học. Chúng tôi khá may mắn, trước tiên mua được miếng ngọc mấy triệu. Đem bán đi rồi lại mua 2 miếng, tổng giá trị chừng 6-700 triệu. Nhưng sau khi gửi lên cho ban tổ chức cuộc thi thì tên không lọt nổi top 10 của nhóm. Theo tôi biết, người đứng đầu trong nhóm thứ 7 có vật phẩm trị giá mấy triệu mà thôi, không thể so được với tôi.
Hai người bạn của tôi cũng gặp tình trạng tương tự, tôi nghi ngờ có người đã bôi đen ngọc của chúng tôi. Châu Mẫn hỏi tiếp, bạn học Ngô, vậy cậu có chứng cứ không? Ngô Bình gật đầu, đưa đoạn video cho mọi người đang ngồi, để bạn họ tự dùng điện thoại của mình phát sóng trực tiếp. Quá trình ghi lại rất chi tiết, bao gồm tảng đá đầu tiên Ngô Bình mua được, rồi bán đi, cuối cùng lại đi đến khu thứ nhất mua hai miếng. Lời của ông chủ giải thích và quá trình mở đá cũng được ghi âm. Lúc này, cơ quan chức năng liên quan cũng đã đến, tiến hành dò hỏi Ngô Bình. Ngay lúc này, một nhóm nhân viên công tác mặc đồng phục chạy đến, người đứng đầu đeo kính, vóc dáng cao lớn, anh ta lạnh lùng nói, các anh đang làm gì vậy? Mau giải tán, không được gây chuyện ở đây. Châu Mẫn nói, chúng tôi nghe nó cuộc thi cược ngọc của các anh có gian lận, đang phỏng vấn người liên quan. Đây là quyền lợi của chúng tôi, các anh không có quyền can thiệp. Người này hừ lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy máy quay, đập mạnh nó xuống đất. Châu Mẫn tức giận, các anh thật quá đáng. Quá đáng sao, đây mới là quá đáng. Nói rồi, người này lại vươn tay tát một cái khiến Châu Mẫn ngã ra đất. Người của các nền tảng truyền thông lớn nhỏ khác lần lượt lùi lại, nhưng máy quay trong tay bọn họ không hề tắt, quay lại toàn bộ mọi thứ. Một người thuộc cơ quan tư pháp đứng ra, lạnh lùng nói, hành vi của các anh đã vi phạm pháp luật, tôi khuyên các anh lập tức dừng ngay hành vi vi phạm pháp luật. Bốp! Người đàn ông cao lớn kia lại tát một cái, lạnh lùng nói, chúng tôi chính là luật. Rất nhiều người đều đang quay sóng trực tiếp, cảnh này khiến không ít người sững sờ, sau đó rất nhiều bình luận xuất hiện, công kích kẻ đấm đánh người này. Hiện trường hỗn loạn, hai bên đánh nhau. Nhưng người của bên truyền thông và các cơ quan đều không phải đối thủ, bị đánh phải lùi về sau. Trong lúc hỗn loạn, Ngô Bình âm thầm ra tay, đám kẻ hung hăng bên ban tổ chức đều ngã xuống đất, ai ai cũng sủi bọt mép, bất động nằm đó. Chuyện này nhanh chóng hot trên mạng, càng lan càng lớn, trong tỉnh và thành phố lần lượt gọi điện đến, cuộc thi cược ngọc buộc phải ngừng. Lúc này, trong một tòa nhà 5 tầng ở Đổ Thạch Thành, 8 người phụ trách đang đứng bên trong. Sắc mặt ai cũng khó coi. Trong đó, có hai người cúi thấp đầu, không ngừng lau mồ hôi lạnh. Các anh to gan lắm, dám giở trò với miếng ngọc trị giá mấy trăm triệu, ai cho các người cái gan đó? Một người trung niên tức giận quát lớn. Thì ra, hai người phụ trách này khi biết được Ngô Bình và mấy người Hàn Băng Nhiên mua được nguyên liệu có trị giá mấy trăm triệu thì lập tức nổi lòng tham. Bọn họ biết nhóm Ngô Bình đều là học sinh, dễ bắt nạt. Vì vậy mới treo đầu dê bán thịt chó, đổi ngọc của ba người Ngô Bình thành viên đá bình thường, sau đó giữ lấy mấy khối ngọc kia làm của riêng. Chuyện như vậy không phải bọn họ chưa từng làm, cho nên cũng không có áp lực tâm lý. Nếu mấy người Ngô Bình dám làm lớn chuyện thì cứ cử người qua, bắt rồi đánh bọn họ một trận, sau đó đe dọa vài câu là xong chuyện. Dù sao, bọn họ đều là người có quyền có thế, hắc bạch đều biết, người bình thường ai dám gây chuyện. Nhưng bọn họ không ngờ, Ngô Bình không phải người bình thường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã điều động một lượng lớn người từ truyền thông và cơ quan chức năng điều tra chuyện này. Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi sai rồi. Một người trong đó lập tức xin lỗi. Chủ tịch lạnh lùng nói, chuyện đã lớn như vậy, bây giờ cổ phiếu tập đoàn cũng rớt xuống 8%. 8% là mấy chục tỷ đấy. Hai tên khốn các anh, vì mấy trăm triệu. Mà khiến tập đoàn tổn thất mấy chục tỷ, đáng chết. Một thành viên nữ lên tiếng, chuyện đã như vậy, cũng không cách nào giải quyết, chỉ có thể đẩy hai người này ra, sau đó tuyên bố thanh minh, chuyện này là hành vi cá nhân của bọn họ, ban tổ chức cuộc thi cược ngọc cũng không biết chuyện. Người trung niên thở dài, tạm thời chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng, chỉ xin lỗi không thì sợ là sẽ không khiến mọi người vừa lòng. Thành viên nữ nói. Vậy thì lại bồi thường 100 triệu cho đối phương, đồng thời cho phép đối phương chọn một nguyên liệu từ cửu ngũ các. Người trung niên có chút sót tiền, ngọc từ cửu ngũ các rẻ nhất cũng trên 100 triệu. Nhưng so với cổ phiếu và danh dự tập đoàn thì ông ta không thể không làm như vậy. Chuyện ồn ào hơn một tiếng đồng hồ thì Ngô Bình nhận được điện thoại. Bạn học Ngô Bình, tôi là thư ký chủ tịch tập đoàn Vương Đạo, tôi họ Viên. Chuyện này là do sai lầm của nhân viên chúng tôi, có nhân viên tự mình đổi ngọc của các cậu. Bây giờ, chuyện đã điều tra rõ ràng,
chúng tôi lập tức trả lại ngọc cho ba người, đồng thời sẽ bồi thường xin lỗi. Xin hỏi hiện giờ ba người có thời gian hay không, chủ tịch của chúng tôi sẽ đích thân gặp mặt mọi người. Ngô Bình nói, có thể. 10 phút sau, ba người Ngô Bình đã đến một tòa nhà 5 tầng. Trong phòng khách tầng 1, bọn họ nhìn thấy một người trung niên rất có khí chất. Người trung niên bước đến, cười nói, ba bạn trẻ, chuyện xảy ra trước đó, tôi rất tiếc, cũng rất xin lỗi. Tôi họ Vương, là Vương Truyền Phong, là chủ tịch tập đoàn Vương Đạo. Ngô Bình chợt động lòng, chủ tịch Vương là người của Ngũ Gia Trung Châu. Vương Truyền Phong này cười nói, đúng vậy, không ngờ cậu Ngô lại nhận ra tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, tôi không nhận ra ông, chỉ là vừa mới có chút chuyện không vui với nhà họ Vương. Nhà họ Vương các ông mời một cao thủ đến đối phó với tôi, kết quả bị tôi đánh bại. Vương Truyền Phong chợt suy nghĩ trong lòng, ông ta cũng xem như là một trong số những nhân vật trụ cột của nhà họ Vương, lập tức nhíu mày nói, người đụng xe kia chính là cậu. Ngô Bình, là tôi. Vẻ mặt tươi cười của Vương Truyền Phong lập tức biến mất, ông ta lạnh nhạt nói, xem ra là cậu có chuẩn bị mà đến, chẳng trách lại làm lớn chuyện đến vậy. Ngô Bình, không liên quan gì nhau, tôi chỉ là đến cuộc thi cược ngọc chơi chơi mà thôi, không ngờ các ông lại bị ổi như vậy, dám đánh cháo đồ của tôi. Vương Truyền Phong biết, chuyện hôm nay e là khó hòa giải được, ông ta thấp giọng nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Ngô Bình, đá thầu của bọn tôi có giá 700 triệu, yêu cầu của tôi không cao, tập đoàn Vương Đạo các người bồi thường gấp đôi là được. Không thể, Vương Truyền Phong sầm mặt nói, 700 triệu là tiền các cậu kiếm lời thôi, thế mà còn dám đòi 700 triệu. Ngô Bình, không bồi thường cũng được, sau này danh dự của tập đoàn sẽ mất hết, tôi xem ai còn dám đến mua đá thầu của các người. Sắc mặt Vương Truyền Phong khá khó coi, cậu trai. Nhà họ Vương không phải là nơi mà ai cũng có thể chọc vào, cậu chắc chắn muốn làm thế. Ngô Bình khinh thường nói, ông hai nhà họ Vương các ông bị tôi dùng thủ đoạn trừng phạt, mỗi ngày đều đau đến sống không bằng chết, ông còn nói chuyện với tôi như thế sao? Vương Truyền Phong hít sâu một hơi rồi nói, tôi nghĩ với chuyện xảy ra trước đây thì mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tôi sẽ thuyết phục anh hai mình để anh ấy buông bỏ mối hận. Người đã chết rồi. Có dây dưa thêm cũng chẳng có ích gì. Cậu nghĩ sao? Ngô Bình, bớt nói mấy lời vô ích với tôi đi. 1 tỷ tư đấy, trả lại đá thô cho tôi, đền bù thêm 700 triệu tệ. Vương Truyền Phong nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói, được, đưa cậu 700 triệu tệ. Rất nhanh, đá thô của mấy người Ngô Bình được đưa đến, đồng thời Vương Truyền Phong đã ra lệnh cho người chuyển 700 triệu tệ vào tài khoản mà Ngô Bình cung cấp. Tài khoản này là của một công ty do Nghiêm Lãnh Thạch đứng tên, tài khoản cũng do ông ta cung cấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.